Binh nhìn hứa trường thiên, liếc mắt một cái rồi dìu đường thiên đang hôn mê và lang nha bồng, loảng xoảng loảng xoảng chậm rãi bước về phía xa. Hứa trường thiên thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài không sao chứ? Yến hạ vọt tới trước mặt hứa trường thiên. Đỡ ta mau, hứa trường thiên thở gấp nói. Yến hạ hoảng sợ, đại nhân ngay cả sức bước đi cũng không còn, gã vội vàng tiến lên dìu đại nhân ra khỏi hố. Hứa trường thiên nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, không có kết cử oán gì chứ? trong lòng yến hạ cả kinh do dự một chút rồi đáp khẽ đả thương một tên hộ vệ của cố gia không có xung đột gì khác hứa trường thiên thở ra một hơi miệng nói như vậy là tốt vậy là tốt yến hạ là người thông minh biết được tình hình có biến chẳng lẽ hứa trường thiên trầm giọng nói các người đến xin lỗi cố tuyết đi nhớ kỹ ai cũng không được phép qua mặt ta vừa lúc này bọn ô nam vội vàng chạy đến nghe được những lời kia của chấp sự đồng loạt ngây ra bọn chúng gần như không tin vào tai mình nữa nhớ phải thành khẩn bất luận là họ đòi bồi thường gì cũng phải đáp ứng cho ta hứa trường thiên thấp giọng nói suy nghĩ một lát gã lại lắc đầu hay để ta mang bọn ngươi đi như vậy mới có thành ý bốn người kia đều khiếp sợ khi đường thiên tỉnh dậy mắt hắn hoàn toàn mờ mịt trên người hắn được đắp một chiếc chăn mềm mại thoang thoảng mùi thơm nhẹ đệm giường cũng cực kỳ mềm mại thoải mái đến mức đường thiên không muốn dậy đây là đâu bỗng ngoài phòng truyền tới giọng ai như a tuyết chờ chút đường thiên lập tức ngồi dậy Hắn nhớ rõ ràng mình đang chiến đấu với người khác sao đột nhiên lại ở đây. Ê đại thúc, đường thiên không nhịn được hỏi binh, có chuyện gì xảy ra vậy? Binh lười biếng đi ra, trên khuôn mặt như quân bài tú lơ khơ còn nguyên vẻ ngái ngủ, gã khẽ nhíu đôi lông mày rậm nói, à, người hấp thu sức mạnh từ huyết mạch gặp vấn đề. Gặp vấn đề, mắt đường thiên trợn trừng, vấn đề gì, vấn đề gì? Chắc là bị cắn trả, binh vừa ngáp vừa nói, giờ không việc gì rồi. Đường Thiên nghe thấy không có việc gì thì chỉ à một tiếng rồi soi binh từ đầu đến chân. Ủa, đại thúc, sao ngươi có vẻ mệt mỏi thế? Già rồi, không sánh với bọn trẻ như ngươi được binh ngáp liên tục, nước mắt chảy ra, nói mơ hồi, lại thăng đây. Vừa dứt lời đã biến mất không thấy đâu nữa. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân rầm rập vang lên, bốp, một bóng người nhỏ bé lao tới bên giường nhanh như chớp, nhà nhà nhảy lên người đường thiên, đôi tay nhỏ bé hoa lên không ngừng, khuôn mặt bé nhỏ, cũng phồng lên, hết sức kích động. Nhức đầu thật, chừng nào thì nha nha người có thể học nói chứ. Đường thiên tiện tay xoa cái đầu nhỏ của nha nha, miệng nói thầm, vừa sốc lại chăn vừa xuống giường. Hắn ra khỏi phòng lập tức bị sốc bởi cảnh trước mắt, bốn người yến hạ được một người lạ dẫn tới xếp thành một hàng, người nào cũng dùng vẻ mặt khúm núm khom người vẽ a tuyết, trên mặt nở nụ cười lấy lòng rõ rệt. Cái này, vẻ mặt đường thiên mờ mịt, thế quái nào mà mình vừa ngủ dậy mà không nhận ra thế giới này nữa rồi cố tuyết nghe phía sau có động vội xoay người lại vừa lúc thấy đường thiên mặt nàng tức thì rạng rỡ kêu đầy mừng rỡ a thiên nàng lập tức vứt đám hứa trường thiên qua một bên xốc vái chạy về phía đường thiên a tuyết đây là đường thiên ngơ ngác chỉ mấy người hứa trường thiên mặt mày ngơ ngác đây là hứa chấp sự tới nhận lỗi cố tuyết cười tươi như hoa ngừng đầu nói cố tuyết da trắng hơn tuyết dung nhan xinh đẹp dù là đường thiên thì đối diện với nụ cười này cũng phải thất thần chẳng qua nhận lỗi vẻ mặt đường thiên càng trở nên cổ quái nhìn đám người hứa trường thiên đầy nghi ngờ hổ lô của mấy thằng cha này bán thuốc gì đây hứa trường thiên vội lộ ra nụ cười vô hại a à, tuyết muội phải cẩn thận đấy xã hội có rất nhiều người xấu đường thiên nói đầy ẩn ý với cố tuyết đừng để bị đám người xấu ngụy trang lừa một cách dễ dàng có huynh ở đây ai dám khi dễ muội huynh sẽ đánh cho chúng một trận nói xong đường thiên tỏ vẻ hung ác chừng mắt nhìn đám người hứa trường thiên Năm người Hứa Trường Thiên xếp thành một hàng vẫn đồng loạt nở nụ cười vô hại. Đường Thiên càng cảm thấy quái dị. Cố Tuyết che miệng cười trộm. Hứa Trường Thiên cười khan rồi nói, "Vậy chúng ta không quấy rầy hai vị nữa, Cố gia chủ yên tâm, có chúng ta ở đây thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng gây bất lợi cho Cố gia." Hứa Trường Thiên vỗ ngực, mặt mày chính khí lẫm liệt. Thằng cha này có phải bị ấm đầu rồi không? Chẳng phải chính bọn ngươi mới là kẻ muốn đối phó Cố gia sao? Ánh mắt Đường Thiên nhìn mấy người Hứa Trường Thiên càng thêm quái dị mấy người hứa trường thiên thấy ánh mắt đường thiên nhìn mình thì vẻ tươi cười cứng lại vội vàng cáo từ rồi rời đi a à thiên huynh cảm thấy thế nào có khó chịu ở đâu không giọng a à tuyết lộ rõ sự quan tâm sâu sắc và gấp gáp đường thiên cảm thấy trong lòng ấm áp vội vàng cười ha hả vỗ ngực nổ ui sời, thiếu niên như thần có xương đồng ra sắt vừa rồi chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ rất nhỏ ngoài ý muốn thôi giờ huynh mạnh đến mức có thể đánh chết tiểu húc húc được đó lúc này cố tuyết mới thở phào nhẹ nhõm ta phải đánh chết người trước đã Màn lăng húc âm trầm hắn gầm ngửa qua kẽ răng phun ra mấy tiếng mắt để lửa giận á không hay bị bắt quả tang rồi nụ cười của đường thiên cứng lại bỗng nhiên con người lóe sáng trợn mắt nhìn tóc của lăng húc kêu to tiểu húc húc tóc người bị sao thế này trò trẻ con đó đừng mong lừa được ta lăng húc không hề lay động dọn sẵn tư thế mũi thương trỏ thẳng về phía đường thiên gã nghiến răng nghiến lợi quát màu ra đầy quyết một trận thắng bại đi ơ ờ, a à húc tóc huynh thật sự đổi màu kia cố tuyết hồ to vẻ sợ hãi a à, tuyết cô không nên đồng lõa với thằng khốn này chứ mặt lăng húc viết rõ nam chữ ta không bị lừa đâu là thật mà a à húc tóc huynh biến thành màu bạc rồi cố tuyết nói chân thành không biết từ lúc nào đường thiên vò tới cạnh lăng húc gầy gầy tóc lăng húc với vẻ tò mò quái lạ thật đấy không phải là nhuộm ta nghe nói có một giống heo rất đặc biệt khi lớn lên thì lông sẽ đổi màu thực không ngờ tiểu húc húc ngươi cũng là loài đặc biệt loài heo mặt lăng húc đen như đít nồi mắt sật sật đột nhiên gã há miệng hít một hơi mắt trợn tròn đường thiên vẫn tự nhiên như không đưa nhúm tóc vừa nhổ tới trước mặt lăng húc ngươi tự nhìn xem ngay cả chân tóc cũng biến thành màu bạc rồi đấy lăng húc vốn đang chuẩn bị phát hỏa chợt thấy mấy sợi tóc nửa bạc nửa lam thì giống như bị xét đánh đứng như trời trồng hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn mấy sợi tóc trên tay đường thiên sợi tóc có một nửa màu lam một nửa màu bạc lăng húc sững người sắc mặt biến đổi không ngừng sau hồi lâu hắn mới hư lạnh trả lời màu bạc càng đẹp dứt lời hắn chẳng để ý tới đường thiên và cố tuyết nữa mà quay người ra ngoài và buông lại một câu mấy ngày tới đừng làm phiền ta ta muốn bế quan ngộ thương đường thiên âm trầm nói nhỏ với cố tuyết có vẻ chuyện này đà kích khá mạnh tới tiểu húc húc cố tuyết như đang suy nghĩ chuyện gì đó đường thiên cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay đều rất quái gì đúng rồi a à, tuyết có chuyện gì xảy ra với mấy tên khốn chấp sự đoàn thế cố tuyết giật mình tỉnh lại nàng cũng tỏ vẻ mình không hiểu lắc đầu đáp muội cũng không rõ chỉ là họ nói rằng vài ngày nữa sẽ có khách quý đến nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt đường thiên cười nhạt hắn nghĩ hắn là ai chứ sai chúng ta chuẩn bị là chúng ta phải chuẩn bị sao não hắn có vấn đề à chúng đã đả thương mục thúc thì chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được cố tuyết nhìn vẻ cam phẫn của đường thiên trong lòng cũng thấy vui nàng cười nói mục thúc đã khỏe rồi vị hứa chấp sự kia đã dùng hồn dược chữa thương cho thúc ấy hắn còn tạ lỗi với mục thúc vừa đưa cho mục thúc một kiện thanh đồng bí bảo để bồi thường mục thúc đã tha thứ cho họ rồi đường thiên có vẻ ngoài ý muốn hắn bĩu môi may mà chúng thức thời bằng không nhất định huynh sẽ không bỏ qua cho chúng đâu cố tuyết cười cười chợt nhớ ra một chuyện a à thiên muội có việc cần nhờ huynh giúp rồi đường thiên nghe xong không hề do dự vỗ ngực đáp muội cần gì cứ nói Muội muốn thử dùng Ngũ nhãn thạch nhân xem có thể giúp khai mở huyết mạch ca, nhưng muội hiểu biết rất ít về Ngũ nhãn thạch nhân nên không biết lúc đó sẽ xuất hiện tình huống Ngũ nhãn thạch nhân, sau đó muội muốn A Thiên ở cạnh coi chừng giúp muội. Mặt Cố Tuyết lộ rõ vẻ kiên nghị, trải qua mấy ngày vừa qua giúp nàng hiểu rõ, nếu không có thực lực thì ngay cả bản thân mình cũng không giữ được, nàng vốn định đợi sau khi Đường Thiên đi mới dùng Ngũ nhãn thạch nhân, nhưng trận chiến vừa rồi khiến nàng phải sớm dùng Ngũ nhãn thạch nhân. Nếu như có thể khai mở Tuyết Hồng huyết mạch thì mình sẽ không hoàn toàn là gánh nặng của A Thiên nữa. Không thành vấn đề, Đường Thiên đồng ý ngay lập tức, hắn thấy đây là chuyện đương nhiên, có mình ở cạnh coi chừng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nghiêng đầu hỏi, giờ bắt đầu luôn chứ? Cố Tuyết lắc đầu, muội muốn chuẩn bị thêm một chút đã, tuy không biết sử dụng Ngũ nhãn thạch nhân phải chú ý gì, nhưng chắc chắn có vài thứ không thể thiếu được, chẳng qua có A Thiên ở đó thì muội yên tâm rồi. Nàng chăm chú nhìn mặt Đường Thiên, ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt này, dần dần nàng cũng bình tĩnh lại. Rất nhanh, nàng lại giấu ánh mắt của mình không để ai thấy, rồi cười với đường thiên. muội đi chuẩn bị đây, chuẩn bị xong muội sẽ tới tìm huynh. Đước, đường thiên sảng khoái gật đầu. Cố tuyết nhanh nhẹn đi chuẩn bị mọi việc. Nha nha lại nhảy lên vai đường thiên hô hô tay vẫy chào cố tuyết. Đường thiên nhìn khoảng sân trống trải chợt nghiêng đầu, hắn cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó. Đứng nghĩ một lúc hắn mới vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra mình quên chuyện gì. Trong tủ bát còn giấu hai người. Mong hai tên này sẽ không chết đói. Đường thiên trột dạ vội chạy đến căn nhà phía trước viện không thấy bóng dáng lăng húc trong viện, chắc thằng nhóc này lại chạy đi đâu luyện thương rồi. Đường thiên có tật giật mình, nên đẩy cửa cực kỳ cẩn thận. Bên trong vẫn bố trí giống như trước, hẳn là chưa có người vào đây. Đường thiên rón rén tới trước tủ bát, vừa mở tủ ra đã thấy cặp mắt phẫn nộ của cô bé, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn chưa chết đói. Đường thiên quá vui mừng bèn nhấc hai người ra ngay lập tức. Hắn vừa bỏ khăn lụa ra khỏi miệng cô bé thì nàng đã lưu loa lên. Người muốn bỏ chúng ta chết đói sao? Uổng công ta còn bày mưu tính kế giúp ngươi. Ngươi là người xấu. Hu hu hu. Cô bé vừa la vừa khóc. Đường thiên càng thêm trột dạ. Tay chân luống cuống. Hắn muốn khuyên cô bé đừng khóc nhưng lại không biết làm như thế nào. Chuyện này. Cô bé đang khóc hu hu lại càng gào to hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem. Chuyện này. Chuyện này. Đường thiên cảm thấy mình nên ngậm miệng, lại có lẽ còn hay hơn. Quả nhiên, cô bé khóc được chừng 10 phút thì ngừng lại, chỉ còn sụt xịt một chút, mặt lấm lem như mèo. Ta đói quá! Cô bé nói với vẻ đáng thương. À đây đây, đường thiên phản ứng ngay, hắn vội vàng móc một miếng bánh đưa tới miệng cô bé. Cô bé cắn một miếng, nàng khẽ nhan trá nói nhỏ, khó ăn thế, nói thế, nhưng nàng vẫn ăn sạch miếng bánh trên tay đường thiên với tốc độ ánh sáng. Tốc độ ăn này nhanh đến nổi đường thiên cũng phải há hốc mồm muốn ăn được vậy phải đói đến mức nào đây? Hắn trột dạ hỏi, muốn ăn nữa không? Ta muốn uống nước, cô bé nói đầy tức giận. Đường thiên lại lấy cho nàng mấy ngụm nước. Sau khi nghỉ ngơi một lát cho lại sức, cô bé hỏi đường thiên với đôi mắt sáng ngời. Kế ta bày cho ngươi đã dùng rồi chứ, kết quả thế nào? Bộ dáng tươi cười của đường thiên cứng đờ, một lát sau mới phản ứng lại vò đầu vài cái rồi ha ha nói. Đã quên. Đã quên. Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt đen lái lên rất tròn hét ầm lên. Người sao có thể quên được, chuyện lớn như vậy, người sao có thể quên được, ta phí đầu óc nhiều như vậy, thế mà ngươi lại quên, ô ô. Tiếng thét chói tài lập tức ngừng lại. Đường thiên dứt khoát đem khăn lụa nhét vào trong miệng tiểu cô nương một lần nữa. Con mắt tiểu cô nương gần như muốn lồi ra, dường như nàng không thể nào tin nổi, có ngày mình gặp phải đối xử như thế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn cảm giác phẫn nộ. Đường thiên làm ra cái vẻ mặt vô tội, nháy nháy con mắt, đánh đi đánh lại lên quên mất luôn ngươi không nên tức giận như thế nhưng mà ta cảm thấy kết quả rất tốt cũng không mất công đánh xem ra trình độ mưu kế của ngươi cũng không có gì đặc biệt đánh một trận thì tất cả sự tình đều được giải quyết ngươi lại làm phức tạp như thế tiểu bằng hữu trình độ của ngươi vẫn cần phải tiến bộ hơn nữa à đường thiên sờ sờ đầu tiểu cô nương trên mặt đầy vẻ đắc ý trên miệng tiểu cô nương phát ra những thanh âm ô đầy phẫn nộ được rồi ngươi cũng ăn no rồi trong vòng vài ngày tới cũng không chết đói được đường thiên vừa nói vừa dẫn theo hai người về phía tủ bát hoành chiến huynh ta biết rõ ngươi có đói một tháng cũng không chết đói được vì không muốn mình có thêm phiền phức ta đành để người nhịn đói thôi đường thiên đem hoành chiến nhét vào địch hoành chiến nhắm mắt lại dường như đã ngủ biểu hiện của hắn hết sức bình tĩnh tiếp đó đường thiên đem tiểu cô nương đặt lên trên người địch hoành chiến nhìn con mắt tiểu cô nương không ngừng chuyển động xoay tròn hắn liền lên tiếng cảnh cáo tốt nhất ngươi không lên có tâm tư không an phận bằng không thì hừ <laughs> hừ tiểu cô nương hướng về phía đường thiên làm ra cái biểu tình đầy khinh bỉ. Sau khi đóng chặt tủ bát, đường thiên cũng cảm thấy có chút đau đầu, rốt cuộc hai tên tù binh một lớn một nhỏ này phải giải quyết như thế nào đây? Giết cũng không được, thả cũng không xong, đúng là phiền toái lớn à. Được rồi, thuyền đến cầu tất có chỗ đậu, đường thiên cũng không suy nghĩ nhiều lập tức đem chuyện về hai tù binh vứt ra khỏi đầu. Khi đã rảnh rỗi, đường thiên bắt đầu tập trung vào tu luyện, vừa hoạt động thân thể hắn liền phát hiện rằng, sau khi hoàn toàn hấp thu huyết mạch, Lực lượng và tốc độ của mình lại tăng lên với biên độ nhỏ. Lực lượng của hắn nâng lên chừng 1 phần 10, đạt được bội số 11 so với thường nhân, còn tốc độ của hắn cũng tăng lên 1 phần 10, ngoại trừ điều đó ra Đường Thiên còn cảm thụ được rõ ràng là khả năng khống chế thân thể của mình tăng lên rất nhiều. Lúc này, tố chất thân thể của Đường Thiên đã đạt tới mức mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Phát hiện này làm hắn vô cùng vui mừng. Lực lượng và tốc độ được tăng cường khiến uy lực võ kỹ của hắn tăng lên không nhỏ. Thế nhưng Đường Thiên cũng biết rất rõ rằng hiện tại phù kỵ chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn bất kể là tốc độ hay lực lượng phù lão đầu đều kém xa hắn nhưng vẫn có thể chống lại hắn tất cả đều nhờ vào sự cường đại của võ kỹ đường thiên người không thể kiêu ngạo trong lòng đường thiên thầm nói với chính mình rồi hắn tiến nhập cơ ngạ cốc bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu vang vọng khắp bầu trời cơ ngạ cốc chạy nhanh dốc hết tất cả để mà chạy cuồng phong trước mắt thổi tới như mang đi nhiệt độ cơ thể đồng thời cũng mang đi chân lực đan điển kinh mạch luôn trống không so với tẩy qua một lần còn sạch hơn thể lực tiêu hao với tốc độ kinh người toàn bộ thân thể dường như bốc cháy cổ họng vĩnh viễn luôn nằm trong trạng thái bị sông khói đường thiên nghiến răng nghiến lợi sắc mặt đầy dữ tợn tựa như đang chiến đấu vậy đúng là hắn đang chiến đấu hẻm núi dường như vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy điểm cuối khiến người ta tuyệt vọng phía sau là tức cốt lang phảng phất như không hề biết mệt mỏi là gì cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng hai chân như bị tưới trì sơn đạo gồ ghề đủ làm người tuyệt vọng không khí hít vào sắc như dao cắt môi khô đến phát nứt thể lực tiêu hao hết làm đại não trống rỗng khiến người ta tuyệt vọng tất cả đều mang đến cảm giác đầy tuyệt vọng tuyệt vọng chính là địch nhân của hắn chính là địch nhân mà hắn cần phải chiến đấu đường thiên sử dụng cả tay lẫn chân vừa lăn vừa bò cả người dính đầy bụi bặm quần áo rách nát đến mức không chịu nổi trên khuôn mặt dữ tợn là đôi mắt mờ mịt đại não hoàn toàn trống rỗng nhưng vẫn không làm hắn buông tha hắn có thể bị tức cốt lang cán xé nhưng không cho phép mình buông bỏ bại vì tuyệt vọng là quá xỉ nhục rồi khi đường thiên đi ra từ trong cơ ngạ cốc cả người hắn gần như hư thoát sắc mặt dài dại đầy mờ mịt là biểu hiện mệt mỏi dã rời đến mức cực hạn hắn giống như một con rối không chút sinh khí theo bản năng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển tâm pháp Ngũ dài hà khí quyết chậm rãi lưu chuyển năng lượng xung quanh dường như bị một bàn tay lớn vơ và nhanh chóng ảo về phía đường thiên còn đường thiên lại giống như một vòng xoáy cực lớn mang theo lực hút khủng khiếp một dòng khí thanh lương chạy dọc theo kinh mạch của hắn không ngừng lưu chuyển ra toàn thân hắn có thể hiểu là mát mẻ và êm dịu bỗng nhiên binh xuất hiện trên tay gã cầm ba viên tinh thạch ba gã bóp nát tinh thạch lập tức mật độ năng lượng xung quanh tăng lên cực cao dưới hấp lực cường đại năng lượng nhanh chóng chui vào trong cơ thể đường thiên có đại lượng năng lượng bổ sung làm sắc mặt của đường thiên đang đả tọa bắt đầu hiện ra vẻ thoải mái binh phiêu phủ giữa không trung ánh mắt nhìn lên người đường thiên khuôn mặt như lá bài tú lơ khơ hơi dại ra hiệu quả tu luyện mà cơ ngạ cốc mang lại cực lớn nhưng quá trình tu luyện lại cực kỳ thống khổ những người có thể chịu đựng được đã ít lại càng ít trong giá trình tu luyện của tân binh cơ ngạ cốc là môn bắt buộc nhưng có rất ít người nguyện ý luyện thêm cũng đúng thôi thiếu niên kế thừa nam thập tự binh đoàn luôn luôn có chút khác thường trên khuôn mặt lá bài tú lơ khơ của binh lộ ra vẻ tự diễu không hiểu sao những ngày gần đây gã lại cảm thấy thèm ngủ cơ chứ điều này làm binh cảm thấy hơi kỳ quái và điều khiến gã kỳ quái hơn cả là gã có thể cảm giác được thực lực của mình đang từ từ tăng lên thèm ngủ dường như có quan hệ tới điều này tuy rằng lực lượng tăng lên rất nhỏ gần như khó có thể phát hiện được nhưng đối với một kẻ có thâm niên làm giáo quan như gã mà nói thì đương nhiên có thể nhận ra được điều đầu tiên mà gã nghĩ tới chính là kinh lịch qua mấy chàng chiến đấu trong thời gian gần đây. Xem ra phải quan sát sâu hơn một chút. Bình vuốt cầm, gã nhớ tới vấn đề của tay chân dưới trướng, thực lực của quỷ trào không tồi, nhưng mỗi lần triệu hoán phải trả cái giá quá lớn, hơn nữa thời gian lại ngắn, hiệu quả mang lại không được như ý. Mặt khác, một khi đường thiên học tập xong hòa liêm quỷ trào, thì đặc điểm của hai người có điểm trùng lặp. Bồi dưỡng nha nha sao? Thế nhưng mà gã không nhớ rõ năm xưa những tên gia hỏa kia làm cách nào để bồi dường nha hồn tướng thực sự là đau đầu à binh hơi buồn bã vuốt vuốt cằm nhưng đúng lúc này đường thiên mở mắt trên mặt đầy vẻ vui mừng hắn vừa nhìn thấy binh thì lập tức vô cùng hưng phấn nói uy đại thúc chân lực của ta tiến bộ không ít nha oa wow, quả nhiên cơ ngạ cốc rất có hiệu quả à binh lười biếng nói tốn ba viên tinh thạch lục dài nếu như lại không có hiệu quả thì ngươi đi đập đầu vào tường đi Ba viên tinh thạch lục giai. Bộ dáng tươi cười của Đường Thiên cứng đờ. Mỗi một viên tinh thạch lục giai đều có giá trên hai vạn tinh tệ, trên tay Đường Thiên cũng chỉ có tổng cộng là 70 viên tinh thạch lục giai, nói cách khác, chỉ thoáng một cái hắn đã tiêu tốn 6 vạn tinh tệ. Cảm giác cực kỳ đau lòng giấy lên làm Đường Thiên oa oa kêu to, sao chúng ta lại có thể xa xỉ như vậy? Mật độ năng lượng không đủ, binh vẫn giữ y nguyên cái bộ dáng lười biếng không hề cử động, thân thể đang phiêu phù giữa không trung rất khoát nằm ngang ra một cái cánh tay vươn ra sao chống đỡ cái đầu điều kiện để tu luyện ở cơ ngạ cốc là nếu như mật độ năng lượng không đủ thì không những tiến bộ chậm chạp mà còn dễ làm cho đan điền và kinh mạch thụ thương thụ thương còn mắt đường thiên lập tức trợn tròn tức giận hỏi vì sao trước đây người không cho ta biết tất cả đều nằm trong phạm vi có thể khống chế đến mí mắt binh cũng chẳng thèm mở hé ra không phải lúc này người đang rất tốt sao phương pháp này là phương pháp tiến bộ nhanh nhất đường thiên bị binh dùng cái thái độ chẳng thèm quan tâm chọc giận bộ dáng như muốn nhào tới. Binh soạt một cái vung bàn tay còn lại lên, ý bảo đường thiên đình chỉ, ngươi lên suy nghĩ đến vấn đề về tinh thạch đi. Quả nhiên đường thiên bị lừa, lập tức ngừng lại, vẻ mặt đầy hồ nghi, tinh thạch thì có vấn đề gì? Kỳ thực cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, binh lười biếng thuận miệng nói một câu làm đường thiên lại muốn nhào lên lần nữa, đúng lúc đó thì giọng nói của hắn chợt chuyển, chẳng qua là số lượng thiếu rất nhiều. Thiếu rất nhiều, đường thiên ngây người ra ngẩn ngơ, lắp bắp hỏi, bảy, bảy mươi viên còn chưa đủ sao ngô còn kém một chút binh nhẹ nhàng thoải mái nói một chút vậy cũng tốt đường thiên thở phào nhẹ nhõm kém bao nhiêu viên cũng chỉ kém khoảng một trăm viên thôi binh tiếp tục dùng cái ngữ khí để thoải mái nói ngay cả mí mắt cũng chẳng hé ra lấy một cái một trăm viên đường thiên như bị xét đánh trúng thân hình cứng đờ giá cả một viên tinh thạch lục giai tầm hai vạn tinh tệ một trăm viên chính là hai trăm vạn tinh tệ trong khi tinh tệ toàn thân hắn cũng chỉ có 100 vạn. Binh hoàn toàn không để ý tới biểu tình của đường thiên, gã vẫn dùng cái giọng nói thờ ơ. Đó là vì đẳng cấp của người còn tương đối thấp. Hơn nữa, người cũng nỗ lực chứ, nếu không số lượng tinh thạch sẽ là không giới hạn rồi. Thế nhưng chờ đến khi 170 viên tinh thạch lục giai tiêu hao hết, người cũng chỉ cách lục giai không xa lắm. Đúng rồi, một khi tu luyện cái này thì không thể kết thúc giữa chừng nha. Nếu dừng lại, giữa chừng sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn đối với kinh mạch và đan điền. Thiếu niên, không nên quá coi trọng tiền bạc làm gì đó chính là cặn bã ngươi phải xem tiền bạc như cặn bã thế nhưng nói đi cũng phải nói lại cặn bã là cái gì phân sao cho nên cặn bã gì gì đó có càng nhiều thì càng tốt binh nhắm mắt lại vẻ mặt để thoải mái cánh tay thỉnh thoảng lại huy động vài cái lên không trung đường thiên triệt để bạo phát bước dài lên một bước hai bàn tay bóp chặt cái cổ của binh liều mạng lắc lư trong miệng rít gào như sấm cặn bã à vậy ngươi biến ra cho ta một trăm vạn cạn bã đi xem nào khuôn mặt như lá bài tú lơ khơ của binh bị đường thiên lắc đến mức làm người ta phải lo lắng không biết gã có ngã chết không nhưng gã vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt vẻ mặt đầy thoải mái nói ngươi sẽ thiếu tiền sao thiếu niên không nên coi thường bản thân mình nha à a tuyết khẳng định sẽ nguyện ý bỏ ra số tiền này đây là một cách kiếm tiền đấy nàng tuyệt đối là một phú bà xinh đẹp bạch phú mỹ người đẹp da rẻ trắng mịn tướng mạo xinh đẹp gia cảnh tốt Đường Thiên càng nghe càng tức, hắn ném binh xuống sàn rồi điên cuồng đập một trận. Đá vụn bay khắp nơi, nhưng binh lại gần như chẳng thèm để ý, thậm chí đến cả tư thế cũng chẳng đổi. Giá sản của cố gia cực kỳ không tồi, một trăm vạn tinh tệ cũng chỉ giống như mơ bụi, chỉ cần một món bí bảo thanh đồng là đủ rồi mà. Nếu người sợ mất mặt mũi, thì để ta đi nói, yên tâm đi, a à, tuyết đối với người tuyệt đối là chân ái, đừng nói là một trăm vạn tinh tệ mà ngay cả. Đường thiên ném binh xuống sàn, rồi đạp một cái, phanh lập tức cái đầu của binh chui xuống dưới sàn đá ngươi cái tên hỗn đản này vô sỉ đường thiên chửi ầm lên vậy mà ngươi dám mưu đồ gia sản của a tuyết ngươi quả là âm hiểm Khủ khủ khủ, thanh âm của binh từ dưới sàn đá truyền lên không nên dùng cái từ mưu đồ để hình dung phương pháp này là phương pháp vô cùng tiết kiệm mà a à, tuyết tốt như vậy ngậm miệng đường thiên tàn bạo nói rồi lập tức hử lạnh một tiếng không phải chỉ là một trăm vạn tinh tệ thôi sao thiếu niên như thần sẽ bị con số 100 vạn tinh tệ nhỏ bé làm khó sao, hư. Dứt lời, đường thiên nghiêm mặt hồ, xoay người rời đi. Đường thiên không có thời gian để ý tới vấn đề tinh tệ, bởi vì A Tuyết đã chuẩn bị xong rồi. Một gian phòng trống không, tất cả tạp vật đều được dọn dẹp sạch sẽ. Vẻ mặt cố tuyết và đường thiên đều rất nghiêm túc, ngũ nhãn thạch nhân có thể có trợ giúp đối với huyết mạch, nhưng mà trợ giúp như thế nào thì không ai biết. Gia nhân trong tòa nhà này được chuyển sang nơi khác hết rồi. Cố tuyết thấp giọng nói, có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng hơi khẩn trương đường thiên ô một tiếng thấy đường thiên không rõ lý do cố tuyết giải thích ta là sợ người khác biết rõ nếu như tiết lộ tin tức ra ngoài chúng ta khẳng định không an toàn càng ít người biết càng tốt đường thiên nhìn ra được cố tuyết rất khẩn trương lúc bình thường nàng sẽ không nói nhiều như vậy hắn không khỏi sinh ra một sự xúc động muốn khuyên a à tuyết không nên dùng nhưng khi ánh mắt chạm đến ánh mắt a à tuyết hắn lại ngậm miệng trong mắt a tuyết có khẩn trương có sợ hãi nhưng mà càng có sự kiên định đường thiên có thể lý giải loại kiên định này hắn cũng rất quen thuộc loại kiên định này hắn không hề khuyên nữa yên tâm ta sẽ luôn luôn thủ ở đây cô nhất định sẽ thành công đường thiên vỗ ngực lớn tiếng nói hắn muốn dùng phương thức như vậy khiến a tuyết có thể yên tâm một chút cố tuyết cười ngọt ngào với đường thiên cảm ơn a thiên khuôn mặt thiếu nữ khôi phục bình tĩnh vẻ kiên quyết trở lại khuôn mặt nàng lần nữa nàng nhẹ giọng nói. Ta bắt đầu đây. Đường thiên ưu một tiếng, không biết vì cái gì mà hắn hơi khẩn trương, lòng bàn tay cũng hơi có mồ hôi. Cho dù là đánh nhau với những cường giả kia, đường thiên cũng sẽ không khẩn trương như thế. Nhưng lúc này, hắn lại bắt đầu khẩn trương. Cố tuyết cẩn thận lấy ngũ nhãn thạch nhân ra, đặt trên mặt đất. Người đã kỳ dị, phảng phất đang nhìn A tuyết. Cố tuyết hít sâu một hơi, đứng trước ngũ nhãn thạch nhân, bắt đầu vận động cơ thể. Đường thiên căng thẳng, là thạch nhân ngũ thức mặc dù tư thế của a tuyết còn có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ nhưng đường thiên liếc mắt liền nhận ra mỗi hoàn thành một thức liền có một con mắt của ngũ nhãn thạch nhân thắp sáng con mắt yêu dị mà đỏ sẫm từng cái từng cái thắp sáng khi năm thức hoàn thành tất cả năm con mắt đều thắp sáng cố tuyết thở dốc năm thức này làm cho nàng đổ mồ hôi đầm đìa nhưng vào lúc này bỗng nhiên con mắt trên tay trái của ngũ nhãn thạch nhân đột nhiên bán ra một chùm ánh sáng màu đỏ yêu dị ánh sáng đỏ chiếu vào cố tuyết thân thể cố tuyết rung động trên mặt hiện ra một tia thống khổ ngay sau đó con mắt trên tay phải của ngũ nhãn thạch nhân cũng bắn ra một chùm ánh sáng đỏ cũng chiếu vào cố tuyết mắt trái mắt phải con mắt ở mi tâm cũng lần lượt phát ra ánh sáng màu đỏ năm chùm tia sáng bao phủ toàn thân cố tuyết cố tuyết dần dần rời khỏi mặt đất thân thể nàng chậm rãi bay lên hai mắt cố tuyết nhắm nghiền chán nhăn chặt phảng phất đang chịu sự đau khổ nào đó thân thể nàng run nhẹ nhẹ đường thiên không dám thở mạnh hai tay nắm chặt hiểu biết của hắn về huyết mạch ít đến thương cảm nhưng hắn biết rõ huyết mạch tuyết hồng có tầm quan trọng rất lớn với a tuyết a tuyết nỗ lực lên đường thiên nắm chặt bàn tay âm thầm gào thét trong lòng bỗng nhiên trên thân a tuyết sáng lên hào quang màu đỏ nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó là màu cam sau đó màu vàng sau đó là lục lam tràm tím bảy loại hào quang khác nhau thay đổi không ngừng khiến cho đường thiên trợn mắt hám mồm tuyết hồng đây là bảy sắc cầu vồng sao bảy loại hào quang thay phiên sáng lên vẻ mặt cố tuyết bình tĩnh trở lại vẻ mặt nàng an tường mang theo một tia trang trọng dung mạo vốn đã mỹ lệ càng trở nên xinh đẹp tuyệt vời bảy màu ánh sáng cầu vồng dần dần ảm đạm xuống lúc này năm chùm ánh sáng đỏ do ngũ nhãn thạch nhân phóng ra trở nên nồng nặc như máu tựa như trong không khí cũng có mùi máu tươi a à, tuyết tỏ vẻ thống khổ lần nữa ngay sau đó thân thể của nàng run rẩy kịch liệt so với sự run rẩy vừa rồi càng mạnh hơn. Đường thiên thoát tim. Ánh sáng do ngũ, nhãn thạch nhân phát ra chiếu vào người A Tuyết, quần áo của A Tuyết bắt đầu bốc cháy. Đường thiên cực kỳ hoảng sợ, muốn tiến lên, nhưng mà hắn chú ý tới sau khi quần áo thiêu đốt thành cho bụi, lộ ra làn da trắng như tuyết, không có chút tỉ vết nào. Hắn vội vàng dừng bước. Làn da rất nhanh được một lớp màng máu mỏng che phủ, chùm ánh sáng màu đỏ nồng nặc như máu kia chỉ cần vừa đụng đến da A Tuyết liền sinh ra một lớp màng máu mỏng rất nhanh mang máu trên người a tuyết càng ngày càng nhiều gần như che phủ nửa người trên của nàng cảnh tượng trước mắt lộ ra một vẻ quỷ dị vô cùng trong lòng đường thiên có chút sợ hãi dù sao hắn quá mức xa lạ đối với mấy thứ huyết mạch này nhưng hắn cũng hiểu được biến hóa trước mắt hẳn không phải chuyện xấu nhưng mà vấn đề tiếp theo khiến đường thiên cực kỳ bối rối tuy rằng mang máu che phủ thân thể a tuyết nhưng mảng máu lại quá mỏng dính chặt vào da a tuyết cơ thể uyển chuyển của a tuyết được phác họa vô cùng sinh động mặt đường thiên đỏ lên đại thúc làm sao bây giờ đường thiên hơi hoảng loạn hỏi binh ác 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 thiếu niên ta là hồn tướng ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lén yên tâm thân là một giáo quan phương diện phẩm đức này tuyệt đối có thể yên tâm binh ho nhẹ một tiếng lớn tiếng khích lệ đường thiên thiếu niên mở to hai mắt người phải nhìn tỉ mỉ không nhìn tỉ mỉ vạn nhất xuất hiện vấn đề gì ngươi sẽ không ứng biến kịp rồi thế nhưng mà đường thiên biện luận không có gì là thế nhưng mà thân là một chiến sĩ đây là một trận chiến chiến tranh hiểu không nếu như ngươi nhắm mắt lại vậy chính là đầu hàng chẳng khác nào ngươi thừa nhận thất bại đường thiên chỉ cảm giác mặt sắp bốc cháy lên rồi bên tai toàn là lời dõng dạc hùng hồn của binh đây chính là mạng người quan trọng lẽ nào ngươi muốn a à tuyết có chuyện ngoài ý muốn nếu như ngươi không muốn vậy ngươi phải mở to hai mắt thân là huấn luyện viên của người ta phải dùng kinh nghiệm xương máu nói cho người biết trên chiến trường một chút sơ sẩy thường thường chính là một sinh mệnh tắt đi một thiếu niên trong lòng không có ma quỷ sẽ không có tạp niệm vĩnh viễn sẽ dũng cảm mà mở to hai mắt nhìn thẳng vào địch nhân mở to hai mắt bình tâm tĩnh khí thiếu niên chiến đấu đi thanh âm của binh gần như rít gào quanh quẩn trong lòng đường thiên đường thiên cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ vừa rồi của mình binh nói không sai trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không có tạp niệm hắn hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm trạng đang kích động không sai đây là một trận chiến đấu đường thiên sao ngươi có thể chịu thua đường thiên mở to hai mắt vẻ mặt dữ tợn dùng hết sức lực vì vậy hắn nhìn thấy làn da trắng như tuyết kia vì vậy hắn nhìn thấy thứ láng mịn kia vì vậy hắn nhìn thấy thứ mê hoặc lòng người kia đáng ghét chiến đấu thật gian khổ đường thiên nghiến răng nghiến lợi đôi mắt trợn tròn, đầu đầy mồ hôi. Phía sau quang môn, binh ngồi đưa lưng về phía quang môn, vuốt cầm khuôn mặt tú lơ khơ, lẩm bẩm Trắng đẹp như vậy, bỏ lỡ là bị thiên lôi đánh chết, cố gắng chiến đấu nhà thiếu niên, à, ta phải hỏi thăm xem gia sản của cố gia rốt của có bao nhiêu. Khi A Tuyết được màng máu che phủ toàn thân, cuối cùng đường thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới phát hiện, bất trì bất giác, mình đã ướt sũng mồ hôi. Quả nhiên là một trận chiến đấu gian khổ nha khi đường thiên chú ý đến a tuyết lần nữa không khỏi ngẩn ngơ toàn thân a tuyết đều được màng máu che phủ tuyệt đối là sự cám dỗ kinh người lấy trình độ văn hóa của đường thiên hắn đương nhiên không biết trên đời còn có từ này nhưng mà hiện tại hắn hoàn toàn cảm thụ được điều đó lớp màng máu mỏng tựa như quần áo bó sát người màu đỏ làm nổi bật vóc người hoàn mỹ mà khiêu khích của a tuyết nếu như vừa rồi là chi tiết thì hiện tại chỉnh thể đập vào mắt làm cho đường thiên hơi hoảng hốt thiếu niên cố gắng lên sao người yếu như vậy mở to hai mắt người phải nhìn rõ từng chi tiết vạn nhất có chỗ nào không thích hợp người cũng có thể xử lý nếu phân tâm trên chiến trường người sớm đã chết rồi bảo trì lực chú ý của người hết sức chăm chú bình nhận thấy đường thiên hơi mất tập trung ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đường thiên giật mình một cái tỉnh lại Binh nói rất đúng đây là phản ứng đầu tiên của đường thiên hắn hoàn toàn không nghĩ đến nếu có gì không ổn mình phải làm thế nào hắn mở to hai mắt ánh mắt nhìn kỹ toàn thân a tuyết vì vậy hắn chú ý tới rất nhiều chi tiết lúc trước không chú ý tới hít sâu hít sâu chiến đấu chiến đấu đường thiên trừng mắt lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi bàn tay bất giác nắm chặt lại thời gian chậm chạp trôi qua đầu của đường thiên đầy mồ hôi không dám cử động mồ hôi từ trán hắn chảy xuống đọng trên mi mắt của hắn đường thiên không dám nháy mắt một cái trên thực tế tư thế hai tay hắn từ lúc đầu đến bây giờ không hề cử động đây là khảo nghiệm về ý chí đây là một trận chiến đấu đường thiên liều mạng cổ vũ trong lòng mình bỗng nhiên a tuyết lơ lửng trên không trung lay động một cái đường thiên liền run lên thời điểm mấu chốt tới rồi sao hắn nỗ lực mở to hai mắt sợ có chút sơ suất hắn nhìn thấy mặt ngoài màng máu xuất hiện rất nhiều vết dạn đường thiên không dám nháy mắt trong lòng hắn vô cùng khẩn trương a tuyết thế nào thành công không nhưng vào lúc này màng máu trên thân a tuyết hóa thành vô số mảnh nhỏ thình thịch đột nhiên nổ tung một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết hoàn toàn hiện ra trước mắt đường thiên đường thiên đang vô cùng tập trung trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết đường thiên tựa như bị một tia sét bổ trúng đầu vừa đúng vào lúc này cố tuyết mở mắt ánh mắt hai người chạm vào nhau vẻ mặt đường thiên cứng đờ khuôn mặt cố tuyết cũng cứng lại thân thể đường thiên vẫn không hề di động thân thể cố tuyết vẫn lơ lửng giữa không trung thời gian cũng giống như dừng lại hơn mười giây cố tuyết mới đột nhiên phản ứng lại vô thức hét lên một tiếng nhưng mà vừa phát ra tiếng thét chói tai nàng đột nhiên phản ứng lại nếu như để người khác biết thì không xong sợ đến tái mặt lập tức che miệng lại cố tuyết lơ lửng giữa không trung không chú ý tới nàng đang lơ lửng trên không vừa kinh hoàng thì cơ thể liền mất đi khống chế rơi xuống mặt đất mặt cố tuyết trắng bệch nhưng nàng biết rõ nặng nhẹ tay che miệng không dám buông ra sợ khiến người khác chú ý hấp một đôi tay tiếp được nàng đôi mắt a à tuyết lập tức trợn tròn thân thể đột nhiên cứng đờ lăng hút từ trong thùng thuốc đi đến trước gương khuôn mặt anh khí bừng bừng trong gương mang theo vẻ mê mang ánh mắt của gã đặt vào mái tóc bạc trói mắt trên đầu tốc độ lan ra của màu bạc rất nhanh đoạn đối thoại với lão sư lúc nhỏ hiện ra trong đầu gã húc một ngày nào đó khi thương hải tiêm của con bắt đầu tăng tiến từng bước thì cơ thể của con sẽ phát sinh biến hóa lão sư là trở nên cường tráng hơn phải không không phải là ngân hóa hóa bạc ngân hóa cơ thể biến thành bạch ngân sao ừm thương hải tiêm có thể làm cơ thể người tu luyện trở nên cường tráng hơn loại ngân hóa này sẽ bắt đầu từ lông tóc sau đó thẩm thấu đến xương thịt cuối cùng sẽ thẩm thấu đến cốt cách cơ thể hoàn toàn ngân hóa vô cùng đáng sợ oa ừ. như thế chắc chắn rất lợi hại thật hay quá con cũng muốn ngân hóa không húc con không được ngân hóa kết cấu cốt cách của con đã được định hình nếu ngân hóa thẩm thấu đến cốt cách của con sẽ đem đến thống khổ cho cơ thể không ai có thể chịu đựng loại thống khổ ấy lăng húc đến giờ vẫn nhớ như in gương mặt đầy vẻ lo lắng của lão sư bỗng nhiên gã tự cười với bản thân trong gương mái tóc bạc làm cho khuôn mặt vốn anh khí tuấn tú càng thêm đẹp trai vẻ mê mang trong mắt biến mất một ngọn lửa lặng lẽ cháy lên trong đôi mắt màu cam có lẽ thống khổ chính là con đường của tiểu húc nhưng lão sư à tiểu húc sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu lăng húc nhẹ nhàng thì thầm sâu trong lòng gã xuất hiện một bóng lưng tiêu điều màu bạc gã chưa từng thấy kẻ này nhưng bóng người này lại xuất hiện rõ ràng trong mắt gã nếu mục tiêu của ngươi là năm thập tự tinh tọa thì ta sẽ tìm được ngươi thôi ta muốn tự tay giải quyết ngươi tên phản đồ kia nắm tay lang húc siết chặt thần sắc dữ tợn trong lòng đường thiên đối với trận chiến gian khổ kia còn sợ hãi nhưng rất nhanh hắn đem chuyện này vứt ra khỏi đầu a à tuyết là bạn tốt suy nghĩ làm a à tuyết xấu hổ là không đúng tính cách đường thiên vốn đơn thuần tuy rằng lúc ấy hắn quả thật rất xấu hổ tuy cố tuyết nhìn thấy đường thiên còn xấu hổ nhưng nàng cũng bắt đầu khôi phục vẻ bình tĩnh cố tuyết khai mở tuyết hồng huyết mạch lập tức làm chấn động cố gia trên dưới cố gia đều vui sướng mà võ giả khắp nơi cũng đến chúc mừng cố gia hiện giờ không còn ai dám có ý đồ với cố gia nữa mỗi một võ giả cố gia khai mở tuyết hồng huyết mạch không ai không phải cường giả uy chấn một phương những võ giả trước kia không phản đối việc vu lão ức hiếp cố gia giờ lại đến để lấy lòng thái độ của hứa trường thiên gần như là nịnh nọt tất cả câu hỏi đều được giải đáp. Tinh chủ tự mình đến thăm cố gia, tin tức này nhanh chóng chuyển ra với tốc độ kinh người. Đường thiên đắm chìm trong tu luyện, tinh thạch trên tay tiêu hào với tốc độ kinh người, là người tiết kiệm, ban đầu khi tiêu tiền như nước khiến hắn vô cùng đau lòng. Nhưng sau khi quen với việc tiêu tiền như thế, hắn cũng không còn quá đau lòng nữa, càng làm đường thiên cảm thấy vui mừng chính là tốc độ tiến bộ thần tốc của hắn. Theo lời binh thì còn cần 100 viên tinh thạch lục giai con số này cũng gần chính xác. Tinh tệ, đáng tiếc hiện tại không vào được võ hồn điện nếu không thì đến hồn khu tìm tái lôi bán vài bộ cơ quan võ giáp cũng kiếm đủ số tiền kia suy nghĩ nửa ngày đường thiên không tìm ra biện pháp nào tốt cả hắn đành mang vấn đề này quẳng sang một bên xưng năng tu luyện bỗng nhiên mục lôi chạy đến với thần sắc vội vàng trên mặt gã lộ ra biểu tình quái lạ mục thúc xảy ra chuyện gì sao đường thiên có chút kỳ quái hỏi biểu tình hiện ra trên mặt mục lôi không biết phải hình dung thế nào âm thanh lộ vẻ khẩn trương tinh chủ đến đây tiểu thư đang chiêu đãi a thiên thiếu gia tiểu thư mời ngài qua đó tinh chủ đường thiên ngẩn người lão đến làm gì vậy không biết trên mặt mục lôi tràn đầy vẻ lo lắng tinh chủ đột nhiên giá lâm làm trên giới cố gia đều vô cùng khẩn trương đường thiên thấy vẻ mặt khẩn trương của mục lôi vội vàng nói để ta đi xem mục thúc yên tâm mọi chuyện đã có ta bộ dáng đường thiên tràn đầy tự tin đại sảnh cố gia sau khi được tu sửa đã hoàn hảo như lúc đầu lúc này đại sảnh lớn như thế chật ních người ngồi lại im lặng lạ thường trong lòng đường thiên âm thầm líu lưỡi tinh chủ này có uy thế thật lớn rất nhanh đường thiên có chút nghi hoặc những người này đều xa lạ hắn chưa từng thấy qua cố tuyết là người đầu tiên nhìn thấy đường thiên hai mắt sáng lên a thiên ánh mắt mọi người đều quét qua đường thiên trong những ánh mắt này có kinh ngạc tán thường ghen tị nghi ngờ xem xét đánh giá trong đó có vài ánh mắt mạnh mẽ ngưng thực mang đến cảm giác vô cùng áp bách thân hình chưa định hình của đường thiên dừng lại hào quang trong mắt tăng mạnh hắn sải bước tiến tới nhất thời mọi người ở đây đều sinh ra một loại ảo giác đường thiên chậm rãi đi tới như một luồng hào quang trói mắt không ai có thể nhìn thẳng trong lòng tất cả đều âm thầm nghiêm nghị mà và ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách ban nãy chiến ý càng bốc cao đường thiên bình thản như không nhìn lại những ánh mắt đó chính là mấy kẻ trang nghiêm đứng bên cạnh tinh chủ hứa trường thiên cũng ở trong đó trong lòng đường thiên sáng tỏ, thì ra là tứ đại chấp sự dưới trướng tinh chủ, nhưng một ánh mắt khác mang theo địch ý nồng nặc khiến Đường Thiên chú ý. Đường Thiên quay sang, nhìn thấy một lão già gầy ốm, hai mắt hẹp dài, vẻ mặt bất thiện nhìn Đường Thiên chằm chằm, Đường Thiên nhìn lão một hồi, không nhận ra liền liếc sang bên cạnh. Hai mắt Đường Thiên đột nhiên tụ lại. Bên cạnh lão già kia lại chính là Vu lão, hắn lập tức hiểu ra. Đường Thiên nhếch miệng cười, sải bước về phía Vu lão đầu, mở miệng nói: "Này Vu lão đầu, ngươi còn tới nữa sao xem ra lần trước thiếu niên đánh ngươi chưa đủ đau nên không nhớ kỹ rồi đường thiên vừa bước tới vừa nắm chặt tay thần sắc kiệt ngạo lộ ra vẻ thiếu niên đầu đường xó chợ hư hỏng thích gây chuyện đại sảnh im lặng dị thường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi tất cả đều há mồm ngơ ngác nhìn đường thiên thằng này điên rồi hả chẳng lẽ hắn không biết tinh chủ đang ở đây mấy tên chấp sự bên cạnh tinh chủ lộ vẻ giận dữ hứa trường thiên có chút cười khổ tên này quả nhiên độc nhất vô nhị mà ngay khi mấy tên chấp sự chuẩn bị mở miệng thì tinh chủ bỗng nhiên giơ tay lên mấy tên chấp sự ngẩn ra nhưng đồng loạt dừng lại khuôn mặt già nua của vu lão nổi lên gân xanh gân đỏ lão không ngờ trước mặt tinh chủ đường thiên lại giờ trò hạ nhục lão mà không hề cố kỵ làm can một âm thanh cao vút nhưng tang thương lạnh lùng vang lên chính là lão già bên cạnh vu lão lão híp mắt để cao âm lượng nói không biết chó mèo vô giáo dục từ đâu chạy tới đây vậy cố ra đáng thương phu lão có lòng quan tâm mà các người lại lệ oán trả ơn phu lão đức cao vọng trọng nên không cùng lũ tầm thường các người so đo con cháu cố ra lại đem quy củ cố ra năm đó vứt đi xem ra ta phải thay mấy vị bằng hữu cố ra năm đó dạy dỗ lại các người rồi tự cho có chút tài năng mà không biết đến trời cao đất rộng câu trời cao đất rộng cuối cùng kia làm cho nhiệt độ đại sành cấp tốc giảm xuống mặt cố tuyết trượt lạnh lùng tất cả thành viên khác của cố gia đều cau mày giận dữ đường thiên một chút cũng không tức giận nhếch miệng cười không phải là muốn đánh nhau sao đừng nóng vội người cứ chờ trước đi phu lão đầu thế nào rồi người sợ hả rùa đen rồi đầu rồi sao người có phải là đàn ông không vậy nếu là đàn ông thì đến đây đánh một trận rồi nói tiếp phu lão vốn bị thương chưa khỏi giờ lại bị đường thiên chửi đến tối tăm mặt mày gương mặt lúc trắng lúc xanh à ta hiểu rồi người đã quá già nên mấy chuyện đàn ông này nọ đã không thể xài được nữa chăng ngôn từ của đường thiên vô cùng ác độc khiến mọi người ở đây đều dâng lên một trận lạnh run sau này nhất định không nên đắc tội với tên kia thêm chút lửa nữa đi binh ngồi bên trong đường thiên hương phấn hô to ngôn từ độc địa phun ra như súng đại liên lão đã già quá rồi già rồi còn gây ra mấy chuyện mất mặt xấu hổ chực chực các ngươi nhìn xem kẻ này vứt đi là vừa để xem từ nay về sau ngươi làm sao có thể lan lộn nữa yên tâm đi hôm nay đại gia sẽ khắc sâu ấn tượng kinh hãi cho ngươi tiếp đó truyền ra ngoài về sau mỗi một thế hệ vu gia sẽ nhớ kỹ ngày này Đường Thiên tập trung tinh thần thuật lại mới miễn cưỡng theo kịp câu từ nhanh như gió của binh. Phụt. Đột nhiên, phu lão đầu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té ngửa ra, sắc mặt lão vòng vọt, hơi thở mong manh. Đường Thiên há mồm trợn mắt, lần đầu tiên hắn biết được mắng người có thể gây ra thương tổn đến mức kinh người như thế. Quân nhân không chiến mà phục người, đây mới là cảnh giới cao nhất của binh pháp, cuối cùng ta đã lĩnh ngộ được rồi. Sau quang môn, binh đứng khoanh tay, ngửa mặt lên trời, tăng thương than nhẹ sự liễu phất y khứ thâm tàng công giữ danh đại khái là bỏ áo mão của mình ẩn đi công danh không biết vậy có đúng chưa ai biết góp ý dùm muốn chết lão già kia giận tím mặt nhảy lên rồi lao xuống tấn công như một con chim ưng đường thiên phục hồi tinh thần vẻ mặt lạnh lùng hắn sớm đã nhìn kẻ kia không vừa mắt đối phương động thủ chính là hợp ý hắn thân hình lập tức ổn định dưới chân vững vàng một quyền tung ra đón lấy thế công của đối phương oanh hai bên không dùng kỹ xảo va vào nhau phiên đá dưới chân đường thiên nát vụn thân hình bị lún xuống đất nhưng vẫn sừng sững bất động mà lão già kia cảm giác mình vừa đánh trúng tường đồng vách sắt phản lực kinh khủng truyền lại khiến thân hình lão bay ngược về sau liên tục lộn vòng giữa không trung thân hình dừng lại trên xà ngang phía trên đại sảnh đường thiên thở ra một hơi lạnh lùng nói khẩu khí lớn như thế lại muốn dạy này dạy kia ta còn tưởng lợi hại thế nào nếu chỉ có nhiêu đó khả năng thì cút khỏi cố tuyết cho ta binh bên trong đường thiên vô cùng khen ngợi chửi hay lắm thiếu niên ngươi đã học được vài phần phong phạm của ta rồi đó lão già kia lại cười gằn đằng đằng sát khí nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta đang lúc lão muốn tấn công bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai mọi người đủ rồi tinh chủ vẫn luôn giữ vẻ trầm mặc mở miệng sắc mặt lão già cứng đờ bay từ sàng ngang bay xuống vẻ mặt hung tợn nói với đường thiên hôm nay nể mặt tinh chủ tha cho ngươi một mạng đường thiên làm mặt quỷ thè lưỡi trêu lão tạo ra một trận cười khẽ gương mặt lão già kia tái đi tinh chủ đang muốn mở miệng nghe được thiếu nữ bên cạnh cười khẽ lập tức im miệng rồi cười ha ha hai tiếng phụ họa đứa trẻ này đúng là xích tử chi tâm đường thiên nghe thấy thiếu nữ cười khẽ có chút bất ngờ quay sang nhìn khi hắn thấy thiếu nữ ngồi trên ghế chủ tọa cả người cứng đờ hồn vía bay lên tận mây xanh đường thiên thật sự hồn phi phách tán rồi nữ nhân ngồi trên vị trí chủ tọa kia hắn chỉ liếc một cái là có thể nhận ra đó chính là vị nữ hộ vệ đã giao thủ cùng với hắn trong trận phục kích lần trước đột nhiên đường thiên nhớ tới địch hoành chiến cũng đã từng nói qua bọn họ là người của võ hầu phủ võ hầu phủ chẳng lẽ là địa phương đó có lai lịch rất lớn sao mặc dù cố tuyết là chủ nhân nhưng địa vị ở đây hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách để ngồi trên vị trí chủ tọa trước mặt vị tinh chủ có tư thế khách lấn át cả chủ nàng không hề có chút ý thức phản đối nào nhưng nàng chú ý tới vị thiếu nữ chủ tọa kia mà ở đây không chỉ riêng mình nàng mà chỉ cần những người hơi mãn cảm muốn không chú ý tới vị thiếu nữ này là không thể nào nhìn thái độ cung kính của tinh chủ đối với thiếu nữ này là có thể nhìn ra được vị thiếu nữ này là người có lai lịch cực lớn khiến cho cố tuyết cảm thấy kỳ quái không hề chỉ có thái độ của tinh chủ với kia thiếu nữ mà còn cả đường thiên kỳ quái hôm nay a thiên có vẻ quá an tĩnh sau cái khoảng thời gian a thiên khiêu khích vu lão đầu lúc mới vào cửa ra thì biểu hiện tiếp theo của hắn rất bình thường nhưng càng về sau lại càng bất bình thường. Không ngờ A Thiên lại đứng ở phía sau mình, một câu cũng không nói. Không mờ ám, không vụng trộm nói chuyện. Quá khác thường. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều đang có mặt lên nàng cũng không dám mở miệng hỏi. Ánh mắt của tinh chủ đào qua mọi người một vòng, ngữ khí bình tĩnh nói, lần này bổn tọa đến đây, là muốn mượn cố gia chi địa, triệu tập gia chủ các tộc của phỉ lâm tinh đến đây thương nghị chuyện quan trọng, trước đó không thông chi, nghe nói thủ hạ ta có mấy người không hiểu chuyện, cùng cố gia chủ nổi lên xung đột kính xin cố gia chủ thông cảm cho làm phiền đám người hứa trường thiên và yến hạ đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy đầm đìa cố tuyết phục hồi tinh thần lại vội vàng mỉm cười đáp cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi đại nhân không cần để ý đại nhân giá lâm thật là vẻ vang cho cố gia ta ta cảm thấy hết sức vinh hạnh nếu nói là quấy dày thì ngài đã quá khách khí rồi đại nhân có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó xuống trên mặt tinh chủ lộ ra nụ cười hài lòng Quả nhiên cố gia chủ là người thông tình đạt lý, sau này sẽ còn nhiều chuyện khác muốn thương nghị cùng cố gia chủ. Cố Tuyết không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, chỉ cần cố Tuyết có thể giúp được sẽ dốc sức để làm. rất tốt, rất tốt, tinh chủ liên tục gật đầu. Một phen đối thoại làm cho trong lòng đám người phía dưới không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ cố gia và tinh chủ kỳ thật còn có quan hệ gì hay sao? Tinh chủ có chuyện gì cần đến cố gia sao? Những võ giả không tham gia vào mâu thuẫn giữa Vu Lão và cố gia đều bị lộ ra sắc mặt may mắn còn những người thuộc về hệ phái vu lão sắc mặt không khỏi biến đổi kể cả lão già vừa rồi đã động thủ với đường thiên sắc mặt cũng khẽ biến tinh chủ nhìn về bốn phía rồi thản nhiên nói còn vài ngày đợi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ thì chúng ta sẽ thương nghị về chuyện này thế nhưng kể từ hôm nay trở đi thành hắc sơn cấm chuyện binh đao trong lòng tất cả mọi người không khỏi dùng mình cùng kêu lên ứng thuận vâng tinh chủ đứng lên thản nhiên nói vậy thì vất vả mọi người mấy ngày rồi tất đều đi nghỉ ngơi đi hắn quay sang mỉm cười với cô tuyết y cố gia chủ mời đi theo ta cố tuyết lo sợ bất an theo sát phía sau tinh chủ thiếu nữ ngồi ở vị trí chủ tọa thấy vậy liền hướng cố tuyết mỉm cười đầy hòa nhã cố gia chủ không cần khẩn trương không phải chuyện xấu lúc này cố tuyết mới cảm thấy an tâm hơn một chút đường thiên không đi theo mà nhanh chóng chạy về tiểu viện trên đường quay về hắn luôn giữ cảnh giác xem có người nào theo mình không khi về đến tiểu viện vừa hay nhìn thấy lăng húc đang luyện thương tiểu húc húc Tới đây nhanh lên, có phiền toái rồi." Đường Thiên hạ giọng nói. Nghe thấy vậy trong mắt Lăng Húc đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, hắn ngừng lại, không nói năng gì lặng lặng đi theo sau Đường Thiên, hai người cùng bước vào trong phòng. Đường Thiên đem hai tù binh một lớn một nhỏ lôi ra, rồi lấy khăn lụa ra khỏi miệng bọn họ. "Rốt của các ngươi là ai?" Đường Thiên trầm giọng nói. "Hộ vệ võ hầu phủ Địch Hoành Chiến, nàng là Minh Châu công chúa." Địch Hoành Chiến thản nhiên nói, "Gã là người có kinh nghiệm Giang Hồ phong phú." vừa nhìn sắc mặt đường thiên là biết sự tình có biến hóa người gặp mặt người của võ hầu phủ sao chính là vị nữ hộ vệ đã giao thủ với ta ở trên không trung đường thiên quay sang nói với lang húc bộ dạng nữ nhân kia có vẻ rất có địa vị ngay cả tinh chủ đều đối với nàng nói gì nghe nấy lợi hại như vậy sao lang húc sửng sốt một chút làm sao bây giờ đường thiên giang tay ra binh cũng nhẹ nhàng đi ra ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngươi thả chúng ta ra ân oán trước đây một bút xóa bỏ Địch hoành chiến trầm giọng nói, ta cam đoan. Ba người đều tập trung ánh mắt liếc nhìn nhau. Người tin tưởng sao? Đường thiên hỏi lang húc. Vẻ mặt lang húc đầy tức giận chừng to mắt nhìn đường thiên. Người đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Người xem, đến cả hắn còn không tin. Đường thiên rất vô tội hướng địch hoành chiến giang tay ra, rồi quay sang hỏi binh. Đại thúc, người có biện pháp nào tốt không? Giết người diệt khẩu, binh sờ sờ cầm, mặc dù cũng một chút, nhưng rất hữu hiệu nha. Sau khi giết, tùy tiện kiếm một chỗ nào đó chôn xuống thì ai có thể tìm được đây tiểu cô nương sợ tới mức mặt mũi tái nhợt mở chừng mắt nhìn ngay cả địch hoành chiến sắc mặt cũng không khỏi hơi biến đổi hắn trầm giọng nói ta có thể thề ngươi tin tưởng lời thề hay là giết người diệt khẩu tốt hơn binh hỏi đường thiên đường thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ cái này cũng phải xem đối tượng nữa nếu thiên huệ thề ta khẳng định sẽ tin tưởng đáng tiếc bọn họ không phải binh lặng lẽ nói nếu như ngươi không hạ thủ được thì để ta thân là giáo quan cấp cao nhất của binh đoàn tuyệt đối, sẽ không làm cho bọn họ phải chịu nhiều thống khổ đâu, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống một đao chém không chết. Đường thiên vò đầu bứt tai, trên mặt hiền lên vẻ do so dự, nếu như đây là hai người không việc ác nào không làm thì hắn đã sớm động thủ rồi, nhưng hai người này chẳng qua chỉ là kết quả ngoài ý muốn của hắn. Không được, chúng ta không thể làm như vậy, đường thiên lắc đầu, đây chỉ là một hiểu lầm, hơn nữa chúng ta là người gây lên hiểu lầm, sao có thể để bọn họ gánh chịu hậu quả cơ chứ? không sai lăng húc cũng lắc đầu ta sẽ không để cho thương của mình nhiễm máu tươi của người vô tội thấy hai người rất kiên quyết cái khuôn mặt tú lơ khơ của Bình nhúm lại thờ ơ nói vậy hai người các ngươi tự mình giải quyết đi đường thiên nhìn tiểu cô nương lúc này tiểu cô nương đã phục hồi tinh thần lại từ sau cơn sợ hãi lúc nãy con mắt liên tục xoay tròn đường thiên vỗ đầu một cái ra hỏa thông minh như này đang ở đây mà mình thật lạc hờ đường thiên nói với tiểu cô nương người thông minh nhất biện pháp sẽ do người nghĩ trên mặt tiểu cô nương lập tức lộ ra vẻ đắc ý bây giờ ngươi đã biết ta thông minh rồi sao biện pháp nha ta có một cái thế nhưng phải có điều kiện điều kiện gì vẻ mặt đường thiên đầy đề phòng tiểu cô nương cười đầy rào hoạt nói lần này ta lén lút đến phỉ lâm tinh là để mạo hiểm thế nhưng về sau lại bị bọn họ tóm được muốn áp tải ta đi địch hoành chiến khẩn trương tiểu thư đừng sang bậy làng húc dứt khoát đem miệng địch hoành chiến chắn lấp Tiểu cô nương liếm liếm bờ môi nói tiếp, "Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi theo giúp ta đi thám hiểm, sau đó thì sao? Ta vừa vặn thiếu một lão sư, mặc dù trình độ của ngươi kém một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được, ta có thể tuyên bố ra ngoài là bái ngươi làm thầy, nếu như vậy, không ai còn dám tìm các ngươi gây sự nữa rồi." Đường Thiên Đại Hỉ, đầu óc của ngươi quả nhiên thông minh. Đúng thế, biện pháp này được đấy." Trên mặt tiểu cô nương cũng tràn đầy vẻ đắc ý. "Vậy như tính như vậy đi." Đường thiên làm ra vẻ đương nhiên nói, đến đây đi, chúng ta tới thiết lập võ hồn khế ước à? Võ hồn khế ước? Sắc mặt tiểu cô nương lập tức ngây ra. Ô ô, ô. địch hoành chiến dốc sức liều mạng dãy giụa, phanh, một cái nắm đấm nệ lên đầu của hắn, khiến hắn lập tức lâm vào hôn mê bất tỉnh. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, vẻ mặt lăng húc không chút thay đổi nói, quá ổn rồi. Đường thiên ồ lên một tiếng, ánh mắt chuyển rời tới tiểu cô nương, có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi không biết võ hồn khế ước sao hắn quay mặt sang binh nói đại thúc ngươi nói cho nàng biết một chút về võ hồn khế ước đi binh cười vui vẻ thiếu niên ai nói ngươi đần nữa cái biện pháp này thật là khéo ha ha tại sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ võ hồn khế ước đính võ hồn khế ước nàng ta tuyệt đối không thể đổi ý được trên mặt tiểu cô nương lộ ra vẻ bối rối võ hồn khế ước ta sẽ không binh cười ha ha vỗ bộ ngực không có việc gì để ta dạy người đường thiên không biết binh đang cười cái gì lăng húc cũng không hiểu hai người nhìn ta ta nhìn ngươi đường thiên hỏi lăng húc ngươi làm sư phụ hay ta làm lão sư lăng húc không chút do dự rất khoát lắc đầu làm lão sư cho tiểu thì hài ta không có chút hứng thú nào được rồi vậy thì để ta đi đường thiên không sao cả nói một lát sau khi địch hoành chiến từ từ tỉnh lại liền nghe thấy binh đang thao thao bất tuyệt khế ước thành lập a à, hắn sẽ đem ngươi đi thăm dò tất cả điều huyền bí trong toàn bộ quá trình hắn sẽ đem người bảo vệ an toàn a à, từ hôm nay trở đi hắn sẽ là lão sư của ngươi từ hôm nay trở đi ngươi phải giữ lễ đệ tử với hắn một ngày là thầy cả đời là cha vị tiểu thư rũ hẳn vẻ mặt mất hứng địch hoành chiến cảm thấy trước mắt như tối sầm lại suýt tí nữa lại lan ra bất tỉnh từ khi bắt đầu bị bắt làm tù binh đến giờ gã vẫn một mực vô cùng bình tĩnh một mặt gã cũng đã nhìn ra được tâm điện đám đường thiên thiện lương cũng không có quá nhiều ác ý một mặt khác gã tin rằng với thực lực của võ hầu phủ có thể nhanh chóng giải cứu bọn họ khi gã nghe thấy công chúa nói ra phương pháp nhận lão sư trong lòng địch hoành chiến còn thầm khen công chúa lanh lợi nhưng hắn làm sao cũng không thể ngờ được đối phương lại hiểu võ hồn khế ước một khi song phương đã ký kết võ hồn khế ước thì có nghĩa là không còn khả năng thay đổi cho dù võ hầu tự mình động thủ cũng không thể cải biến được tưởng tượng đến cảnh sau này hồi phủ thứ chờ đợi gã chắc chắn sẽ là lửa giận ngập trời của võ hầu gã mất hết can đảm toàn thân run rẩy sự tình sao lại biến thành thế này cơ chứ lão sư của công chúa võ hầu luôn hà khắc và bắt bẻ lão sư của công chúa đến mức độ nào thì đương nhiên địch hoành chiến rõ ràng vô cùng gã thậm còn biết rõ đám danh sư không làm cho võ hầu hài lòng đều nhận phải kết cục thê thảm ra sao võ hầu ngoại trừ cưng chiều công chúa ra đối xử với những người khác đều cực độ nghiêm khắc hiện tại mỗi một vị lão sư của công chúa đều được trải qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn trong đơn vị hàng nghìn lão sư người được chọn chính là những học giả đại sư có trình độ tối cao nếu như nói chỉ nhất thời ngộ biến tùng quyền thì võ hầu sẽ không để ý nói không chừng đem chuyện này xáo trộn một vòng là đám hộ vệ bọn họ cũng chỉ phải chịu trách phạt nhưng không lo lắng về an toàn tính mạng thế nhưng là võ hồn khế ước Hầu gia tuyệt đối không thể chịu đựng được một tên gia hòa có trình độ tệ hại như thế ký kết võ hồn khế ước với công chúa, trở thành lão sư của công chúa. Trong đầu địch hoành chiến hiển lên khuôn mặt đầy phẫn nộ của hầu gia, lửa giận kinh khủng bốc lên đủ để phá nát tất cả. Thế nhưng do võ hồn khế ước, hầu gia chắc chắn sẽ không thể động thủ với đường thiên vì thế lửa giận chỉ có thể phát tiết lên đám hộ vệ bất lực là bọn họ mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt địch hoành chiến trở lên mờ mịt, tương lai phía trước của gã một mảnh tối đen xử lý xong củ khoai nóng vòng tay này hiển nhiên đường thiên không còn phiền não gì nữa hắn sảng khoái thả cô bé và địch hoành chiến ra lăng húc thì chẳng có thời gian chờ hắn mà đã đi tu luyện từ lâu yên tâm thiếu niên như thần nói được thì sẽ làm được chẳng qua các ngươi làm gì cũng phải nhanh nhẹn lên nhé hành trình của chúng ta sẽ rất khẩn trương đấy trái ngược với vẻ mặt đưa đám của địch hoành chiến cô bé bình tĩnh rất nhanh vừa nghe đường thiên nói hành trình thì mắt nàng đã sáng lên hành trình à người muốn đi đâu đi mạo hiểm à nam thập tự tinh tọa đường thiên nói đó là chỗ nào vậy mặt cô bé mờ mịt đường thiên khoa tay múa chân nói đó là một nơi rất xa à con còn nhỏ quá chờ con lớn lên sẽ biết cô bé liếc xéo đường thiên với vẻ khinh bỉ rồi lấy ra một quyển sách thật dày nam thập tự tinh tọa để con xem một chút đường thiên tò mò mon me lại gần trên sách vẽ đủ loại tinh tọa cùng các tuyến đường mà chỉ nhìn qua cũng khiến cho đường thiên cảm thấy choáng váng hắn lưu lưỡi hỏi đây là thứ gì vậy trông có vẻ lợi hại thật. Nó vốn lợi hại mà, cô bé không thèm ngừng đầu đáp. Đây là tinh đồ do sư phụ của con vẽ, trên đó còn có đủ loại tuyến đường lại có không ít tuyến đường từ thời viễn cổ đó. Đường thiên nghe thấy tức thì hỏi, có thể tìm thấy nam thập tự tinh tọa không? Cô bé không nhịn được nói, đừng quấy dày, người không thấy con đang tìm đấy sao? Đường thiên chợt phát hiện phía trên quyển sách này vị trí của những ngôi sao dường như đang thay đổi với tốc độ rất chậm, nếu không phải mắt hắn rất tốt, trực giác lại nhạy cảm, thì rất khó phát hiện được ồ chúng chuyển động được sao đường thiên giống như một đứa trẻ tò mò hắn hỏi đầy kinh ngạc đúng thế sư phụ vũ sâm của con đã nói vị trí của mỗi ngôi sao trong thiên lộ sẽ thay đổi từ từ giọng cô bé đầy kiêu ngạo sư phụ vũ sâm là đại sư thiên văn học nổi tiếng đấy mặt đường thiên đầy vẻ tán tưởng ra vậy có thể sánh ngang với ta làm sư phụ con quả nhiên hắn cũng có vài phần bản lĩnh cô bé trợn mắt nhìn đường thiên với vẻ không thể tin nổi hồi lâu mới nói người chỉ hơn sư phụ vũ sâm ở một điểm duy nhất là da mặt thôi quá khen rồi quá khen rồi đường thiên vẫn dương dương đắc ý không hề cho đó là nhục nhã mà còn thấy vinh quang cô bé vội đưa tay lên vuốt chán nàng thấy khoảng thời gian này chính là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời nàng cô bé thở dài một hơi rồi lại vùi đầu vào tinh đồ tìm thấy rồi một lát sau cô bé giật mình nói đầy kinh ngạc quả thực rất xa đấy để ta xem một chút nào đường thiên vội không kiềm chế được lao vào xem để con tính đã, cô bé thì thầm trong miệng, ít nhất cũng phải vượt qua hơn 20 tinh tọa cơ đấy, quả thực quá xa mà. Đường thiên tập trung nhìn tuyến đường vô cùng phức tạp này để cố nhớ chút gì đó, ngoài miệng nói. Liệu cái tinh đồ này có đúng không đấy? Đừng giống như mớ hàng thải mà đã thúc đưa ta đấy. Minh! Cô bé hư một tiếng, đương nhiên là chuẩn rồi, tinh đồ do cấp đại sư làm muốn mua trên thị trường cũng không mua được đâu. Wow! Lợi hại vậy sao? Mặt đường thiên đầy thắng phục hắn lợi dụng lúc cô bé đang dương dương tự đắc mà vung tay cấp lấy rồi nói với vẻ nghiêm nghị cho sư phụ mượn nghiên cứu một chút chờ ta nghiên cứu xong sẽ trả lại cho con cô bé ngẩn cả người từ bé đến giờ vẫn chưa có người nào dám cướp đồ từ tay nàng tốt lắm đường thiên vỗ vỗ đầu cô bé lúc này vẫn đang ngây ngốc nói với vẻ hiền từ con có thể đi gặp hộ vệ của mình rồi sau đó chúng ta sẽ đi thám hiểm như dự định dứt lời đường thiên đã biến mất không thấy tăm hơi Nữ hộ vệ nhìn công chúa và địch hoành chiến đứng trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Mà tinh chủ đang đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt vô cùng quái dị. Bọn họ gióng chống khua chiêng ẩm ĩ, như thế mà không ngờ còn chưa bắt đầu đã thấy công chúa xuất hiện trước mặt mình. Địch hoành chiến liếc nhìn tinh chủ rồi khua tay nói, các ngươi ra ngoài trước đi. Tinh chủ lập tức hiểu ý vội vàng nói, vâng. Mặc dù thực lực của địch hoành chiến không hơn kém lão nhiều lắm, nhưng lão lại không dám trái lệnh đối phương. Trước đây lão từng ở phủ võ hầu, dù hôm nay đã trưởng quản một phương nhưng chỉ cần một câu của địch hoành chiến cũng làm cho cuộc sống của lão trở nên cực kỳ bi thảm lão lui ra cực kỳ cẩn thận rồi vươn tay khép cửa lại lúc này nữ hộ vệ mới phản ứng bắt nàng như bị một tầng xương mời che phủ nàng lao đến nói công chúa người đã phải chịu khổ rồi thấy được chân tình của thanh loan trong lòng cô bé không khỏi cảm động nàng ôn nhu nói ta không sao không phải chịu khổ sở gì chỉ là ta sợ lần này liên lụy tới các ngươi rồi không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi thanh loan bắt đầu nói năng lộn xộn lúc này địch hoành chiến mới cười khổ nói lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi thanh loan vừa ổn định tâm tình đã nghe thấy lời địch hoành chiến nàng hỏi có vẻ ngoài ý muốn rắc rối lớn nào địch hoành chiến xưa nay vẫn vũ dũng vô úy đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy gã dùng ba chữ rắc rối lớn địch hoành chiến kể lại chuyện nhận sư phụ cho thanh loan tức thì nàng hóa đá một lát sau nàng mới tỉnh lại xít lên đầy phẫn nộ hắn có tư cách gì mà muốn làm sư phụ của công chúa thì ra là chuyện tốt mà tên đó làm bảo sao hôm đó lúc thấy hắn ta đã cảm thấy quen quen thì ra là hắn thì ra là hắn thì ra là hắn thanh loan liên tục lẩm bẩm thì ra là hắn nàng không thể kiềm chế cơn giận được nữa soạt nàng đứng dậy mặt đầy giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói không được không thể dễ dàng cho hắn như vậy được nói vong nàng đằng đằng nộ khí lao ra cửa phía sau là cô bé và địch hoành chiến Hai người đang ngơ ngác nhìn nhau. Đường Thiên đang xem tinh đồ, đây là lần đầu tiên Hắc được thấy một tinh đồ phức tạp, chi tiết như thế, bên trên còn có đủ loại tuyến đường với các màu khác nhau, nhằm chỉ sự an toàn, tinh môn của mỗi tinh cầu cũng được ký hiệu vị trí rõ ràng. Hắn đã tìm được vị trí của Phỉ Lâm Tinh. Nó nằm ở một góc nhỏ dọc đường biên của Thiên Lộ, nhìn trong tinh đồ, hắn gần như sẽ phải đi qua toàn bộ Hắc Hồn, tiến vào chòm sao Kình Ngư, tất cả chỉ mới là bắt đầu sẽ là một đoạn đường cực kỳ dài và buồn chán đây chẳng qua nhất định ta sẽ đi trong mắt đường thiên ánh lên những tia sáng kiên định không biết giờ này thiên huệ thế nào trong một thoáng hắn bị hồi ức xâm chiếm cảm xúc không tự chủ được trào dâng đường thiên hít một hơi thật sâu hắn hiểu rằng dục tốc bất đạt giờ còn có một đống phiền toái đang chờ hắn hắn phải thông qua tinh môn mới có thể rời khỏi phỉ lâm tinh nhìn từ tinh đồ thì phạm vi thế lực của võ hầu trải khắp 40 tinh cầu mặc dù không có tinh tọa nào nhưng đây cũng là một khu vực rộng kinh người, đây cũng là nơi hắn nhất định phải đi qua, nếu giờ xử lý không tốt thì hắn đừng hòng qua được địa bàn của Võ Hầu. Bỗng một bóng xanh xông vào. Thanh Loan vốn nổi giận đùng đùng giờ thấy Đường Thiên thì hoàn toàn phát hỏa rồi, nàng không nhiều lời mà vung trường kiếm đâm về phía Đường Thiên. Trực giác của Đường Thiên cực kỳ nhạy bén, ngay khi Thanh Loan tấn công thì hắn đã phản ứng, hắn đạp chân xuống, lướt qua kiếm quang của Thanh Loan. Thanh Loan chỉ thấy hoa mắt đã mất đi bóng dáng Đường Thiên. Nàng thầm kinh sợ, nhanh thật. Ngày đó, khi Đường Thiên giao thủ với nàng thì nàng đã khiếp sợ trước thực lực của hắn nào ngờ chỉ mới qua vài ngày hắn lại tiến bộ nhiều như vậy. Chỉ là lúc này đây nàng đang đầy một bụng tức nên chẳng thèm để ý tới an nguy của bản thân nữa. Nàng xoay người một vòng như con quay, kiếm quang lượn lờ rồi lao thẳng về phía Đường Thiên. "Ê từ từ đã, Đường Thiên thu tinh đồ trong tay lại rồi nói, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi mà." Thành Loan càng thêm tức giận, "Ai là người một nhà với ngươi?" kiếm quang càng mạnh bất kỳ vật gì chạm phải những đạo kiếm quang lạnh lùng tinh thuần ấy cũng đứt lìa bàn đá ghế đá bồn cây trong sân đều không may ngộ hại đường thiên hành động cực kỳ nhanh nhẹn người đường thiên trở nên trơn như trạch tốc độ nhanh như thiểm điện kiếm quang của thanh loan căn bản không có khả năng đụng tới một chéo áo của hắn thanh loan không ngờ rằng đường thiên lại tiến bộ kinh người như thế vượt xa sức tưởng tượng của nàng lại nhớ hôm đó mình phải chịu thiệt thòi dưới tay hắn đến hôm nay vẫn không cách nào xử lý hắn Nàng càng thêm phẫn nộ. Bỗng chán nàng hiện lên một đạo phù văn thanh điều, nàng đã kích hoạt huyết mạch rồi. Huyết mạch Thanh Loan. Mắt nàng bị một tầng sáng xanh nhạt bao phủ không rõ mừng giận ra sao, tốc độ của nàng chợt tăng vọt kiếm quang được bao phủ bởi một quầng sáng xanh nhạt cũng tăng tốc rất nhiều. Áp lực đường thiên phải chịu vì thế cũng gia tăng mãnh liệt, tốc độ của đối phương tăng lên cùng trình độ với hắn, nhưng đáng sợ nhất vẫn là quầng sáng xanh bao phủ kiếm quang kia, kiếm quang lúc đầu chỉ sắc bén giờ như mọc thêm cánh vậy không chỉ nhanh hơn mà còn linh động hơn. Bị bất ngờ và không đề phòng nên Đường Thiên lập tức rơi vào thế hạ phong. Kiếm quang màu xanh như vật sống, quỷ tích trở nên đa dạng khó lường, phiêu hốt bất định. Lần trước khi Đường Thiên giao thủ với Thanh Loan, nàng chưa kịp kích hoạt huyết mạch đã bị Đường Thiên tiếp cận và nhanh chóng bị giải quyết, nhưng lần này kiếm pháp của nàng kết hợp với huyết mạch khiến cho uy lực tăng vọt. Từ từ nào, người mà không dừng lại thì ta sẽ ra tay đấy." Đường Thiên giống lên, hắn biết mình đối lý vụ đánh lén lần trước hoàn toàn là do bên mình sai mà trong góc có một đôi mắt cũng đang chăm chú quan sát trận chiến này chính là lão già ngày đó động thủ với đường thiên trong đại sành lúc này lão đang mừng thầm trong lòng không thể ngờ rằng đường thiên lại ngu ngốc như vậy dám động thủ với đại nhân tuy lão không biết lai lịch của thanh loan nhưng đối phương chắc chắn có lai lịch rất lớn lão thoáng thấy thanh loan nổi giận đùng đùng mới âm thầm bám theo không ngờ lại gặp cảnh này trời giúp ta rồi phải nhân cơ hội này diệt trừ đường thiên nhớ đến lúc bị đường thiên làm mất mặt ở đại sành lão lại càng giận đường thiên thấu xương bỗng trên người lão xuất hiện vô số văn tự màu vàng kim to có nhỏ có quấn quanh lẫn nhau như kim xà huyết mạch kim xà thân thể lão giống như không xương lặng lẽ di chuyển dọc theo vách tường ánh mắt dường như cũng biến thành mắt rắn ầm lạnh tới cực điểm khí tất cả người lão hoàn toàn biến mất tựa như kim xà săn mồi chờ cơ hội tung ra một đòn chí mạng dần dần đường thiên di chuyển tới gần tiến vào phạm vi công kích của lão cặp mắt sắn lạnh lẽo thoáng nheo lại ngay khi đường thiên miễn cưỡng ngăn cản vài đạo kiếm quang linh động liên tiếp lùi về phía sau thì lão già ẩn nấp đã lâu bỗng phát động đường thiên lùi về sau từng bước ánh kiếm của thanh loan cực kỳ linh động quả thực như sinh vật sống vậy lần đầu tiên hắn gặp phải ánh kiếm linh động đặc biệt như thế cho dù trực giác của hắn kinh người trong khoảng thời gian ngắn cũng rơi vào hoàn cảnh bị động trình độ kiếm pháp của thanh loan so với đại ca tỉnh hào kém xa mà huyết mạch thanh loan so với vũ nhân huyết đường thiên cũng cảm thấy không hơn nhiều thế nhưng hai cái vô cùng phù hợp phạm vi uy lực tăng lên khiến đường thiên cảm thấy khiếp sợ đường thiên vẫn cảm thấy huyết mạch chủ yếu là tăng cường tố chất thân thể không nghĩ tới huyết mạch và võ kỹ có thể kết hợp hoàn mỹ như vậy kiếm khí màu xanh trước mắt lại như một đám tinh linh linh động không thể phỏng đoán nó quỹ tích thiên biến vạn hóa lại dày đặc như thủy ngân đánh tới đường thiên nếu không phải trực giác của hắn không hề tầm thường đã sớm bị thua. Thanh Loan lại cảm thấy hoàn toàn khác, đường thiên xác thực rất chật vật, rất nhiều lần nàng đều cho rằng thắng rồi, không ngờ đường thiên dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi tránh thoát một kiếp, đường thiên nhìn có vẻ lào đà lào đảo, thế nhưng vẫn không ngã. Nàng nắm giữ huyết mạch tương đương hiếm thấy, Thanh Loan, mà hầu ra sưu tập cho nàng đến một tấm hoàng kim tạp, thanh điểu phù siêu kiếm, hai thứ kết hợp hoàn mỹ, khiến chiến lược của nàng phát sinh biến hóa về chất, chỉ là trong ngày thường ít có cơ hội động thủ kinh nghiệm thực chiến hầu như là số không thế nhưng tỉ thí trong phủ trong số những người cùng thế hệ người có thể vượt qua nàng đếm được trên đầu ngón tay không ngờ đã qua trăm chiêu mình vẫn không thể đánh bại đường thiên sau khi khiếp sợ lại càng thêm tức giận Hét dài một tiếng hướng kiếm thay đổi kiếm khí màu xanh che kín bầu trời đột nhiên tụ tập về phía nàng trên lưng nàng hình thành một đôi cánh chim bằng kiếm khí màu xanh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của nàng đột nhiên nhẹ đi hai chân thoát khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung phù diêu kiếm rực hào quang màu xanh trong mắt thanh loan tăng vọt trường kiếm trong tay rung lên thân hình đột nhiên biến mất một giải lụa màu xanh trói mắt hơn tất cả ánh kiếm vừa nãy lao nhanh về phía hắn trong nháy mắt đường thiên có cảm giác cực kỳ nguy hiểm mà hầu như là đồng thời một dòng khí yếu ớt đến cơ hồ khó có thể phát hiện chuyển động bên cạnh hắn còn người đường thiên đột nhiên mở to có người đánh lén sát cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng đường thiên trong nháy mắt đó đường thiên bình tĩnh lạ kỳ võ hồn trong cơ thể như ngọn lửa bỗng dưng nhảy một cái bỗng nhiên một ý niệm vang lên trong lòng hắn hắn hầu như không chút nghĩ ngợi thốt lên khổng tước một điểm ngân quang tỏa ra từ sâu trong con ngươi đường thiên sau đó nổ tung trong cơ thể hắn vô số ngân quang trói mắt sắc bén như lưỡi dao dày đặc như hạt mưa ầm ầm quét ra bốn phía lão già đánh lén đường thiên tuyệt đối không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy ngân quang chói mắt làm cho con mắt lão đau nhức trong tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa không được lão giả biến đổi sắc mặt vội vàng rút lui cơn mưa ánh sáng bạc phả vào mặt khiến cho lão cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng thân thể mềm mại không xương của lão đột nhiên cuộn thành một đoàn ngã về phía sau thật nhanh phốc một đạo ngân quang bắn trúng sau lưng lão thân thể lão chấn động một luồng khí tức lạnh lão hung hãn từ nơi ngân quang bắn trúng lan ra thân thể lão thanh loan giữa không trung đang lao về phía đường thiên tuy kinh nhưng không loạn biến đổi đường kiếm lại như cây dù rung động vô số kiếm khí màu xanh lại như những giọt nước mưa từ trường kiếm trong tay nàng bay ra Lan keng tiếng va chạm dày đặc khiến người ta rợn người vang lên thanh loan bay giữa không trung dần dần lùi về phía sau mỗi tiếng va chạm nàng lùi về phía sau một tấc tất cả những người thấy tình cảnh này trong lòng đều sẽ có cảm giác cực kỳ quỷ dị thân thể thanh loan như tượng gỗ liên tục lùi về phía sau từng tấc từng tấc lùi về sau như một hình ảnh bị tua lại. Sau khi va chạm với một đạo ngân quang cuối cùng, cánh tay Thanh Loan bùn rủn trong lòng nàng không khỏi ngơ ngác, phù diêu kiếm rực, là sát chiêu chân chính của nàng, ở quý phủ, khi nàng dùng này một chiêu, chưa từng bị bại, kể cả hầu ra, cũng từng chính miệng khen một chiêu này của nàng. Phù diêu kiếm rực của mình lại bị kẻ khác áp chế. Thanh Loan kinh ngạc nhìn đường thiên trước mặt, kẻ này, thật mạnh, ngân quang bay lượn đầy trời, cực kỳ rực rỡ, nàng mới nhìn rõ ràng những ngân quang này mỗi một đạo ngân quang đều là một mảnh kim loại màu bạc đó là cái gì thanh loan hơi ngạc nhiên vù ngân quang đang bay múa đầy trời đột nhiên vẽ ra vô số tia sáng bạc thẳng tắp chói mắt bắn về phía đường thiên thân hình đường thiên lần thứ hai được ngân quang chói mắt bao phủ song lần này ánh sáng tới cũng nhanh đi càng nhanh hơn trong nháy mắt thân hình đường thiên lại hiện ra trong mắt mọi người chỉ có điều lần này trên người đường thiên có thêm một cái linh giáp màu bạc vô cùng hoa lệ một con khổng tức màu bạc cao quý kiêu ngạo xuất hiện ở vai đường thiên toàn thân con khổng tức này gần như là màu bạc đặc biệt là con mắt của nó cũng là màu trắng bạc không có một chút tạp chất nhìn qua vô cùng lạnh lẽo bắt mắt nhất là trên trán của nó một sợi lông vũ dài chừng 2 mét màu xanh thăm thầm mềm mại như dây cổ tóc đang lay động trong gió khổng tức nằm trên vai đường thiên bộ ngân giáp trên người đường thiên chính là lông của nó đây đây là trang bị bạch ngân địch hoành chiến kêu thất thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ trang bị bạch ngân vô cùng hoa lệ tinh mỹ trên người đường thiên kia trang bị thì không ai không thích nhưng nơi này là hắc hồn không cần nói trang bị cho dù là thanh đồng bí bảo cũng không phải hàng thông thường ánh mắt của địch hoành chiến lập tức biến thành vẻ ước ao và ghen tị võ hầu phủ cũng có bạch ngân trang bị nhưng chỉ có võ hầu mới có trừ thứ đó ra chỉ có mấy người có thanh đồng trang bị mà địch hoành chiến thì cả thanh đồng trang bị cũng không có tiểu cô nương cũng ngây người đương nhiên nàng nhận ra trang bị bạch ngân hơn nữa nàng hiểu được nhiều thứ hơn đó là thức tỉnh đôi mắt của con khổng tức bạc lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ thế nhưng không biết tại sao nàng thoáng như nhìn thấy một tia xem nhẹ năm tháng lăng húc nhìn đường thiên khí thế trùng thiên bất giác nắm chặt ngân thương trong tay lăng húc người phải cố gắng lên sao quang môn bình liếc mắt nhìn quỷ chảo vẫn thờ ơ khẽ thở dài không ngờ hắn lại có thể đánh thức khổng tức nhanh như vậy võ hồn của thằng nhóc này thực sự rất mạnh nhưng khổng tức cương liệt như vậy đúng là hơi ngoài dự liệu của ta yên lặng quá lâu đại khái nó cũng cô quạnh rất khát vọng được chiến đấu giống như trước đây à binh lầm bầm lầu bầu khi ta vào kiếm xỉ hổ cũng sẽ hơi thất thần nhớ tới chuyện trước kia trận chiến năm xưa lại như mới ngày hôm qua thật ra ngươi cũng may mắn tuy rằng trở thành hồn tướng nhưng võ kỹ và khổng tức của ngươi đều vẫn còn đều còn có thể chiến đấu quỷ trào không nhúc nhích, nhưng bên trong ánh mắt, phảng phất có thứ gì đang lặng lẽ phun trào. Cuối cùng sẽ có một ngày, khổng tức sẽ vinh quang vì từng sóng vai chiến đấu cùng hắn. Binh bình tĩnh nói, đường thiên cảm thụ sức mạnh dâng trào mà yên tĩnh của khổng tức truyền đến, khoái miệng, hắn hé ra, như gợn sóng, nhanh chóng biến thành cười to. Ha 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 ha, khổng tước, chúng ta lại sóng vai chiến đấu rồi. Người tới quá đúng lúc rồi. Đến đây đi, khổng tước và thiếu niên hợp sức, đánh đầu thắng đó không gì càn nổi những kẻ dám phản kháng tất cả đều bị chúng ta đánh cho sợ chết khiếp đường thiên trắng trợn gào ầm lên toàn trường đều nghe thấy khổng tước không nói gì thế nhưng con mắt như thủy ngân kia lại nổi lên một tia chiến ý lạnh lẽo chuẩn bị xong chưa khổng tước đường thiên bỗng nhiên phục người xuống trầm giọng nói giống như có cảm giác khổng tước bỗng dưng mở ra lông cánh một đôi cánh do vô số linh kiện màu bạc tinh xảo tạo thành tỏa ra ở sau lưng đường thiên Giết! Tiếng như sấm rền, dư âm cuồn cuộn, thân hình đường thiên đột nhiên biến mất. Thanh Loan đứng bên cạnh sững sờ, nhưng đường thiên không xông về phía nàng. Lão già vừa đánh lén cuộn mình ở trong góc, khí thế của lão hoàn toàn biến mất. Lúc này lão như một đoạn cây khô, không có nửa điểm sinh cơ. Người này đến cùng là quái thai gì, song huyết mạch, thân thể như trâu, cấp bậc võ kỹ không cao, thế nhưng trình độ tuyệt đối như những lão gia hòa nghiên cứu nhiều năm kia. Lại còn có trang bị, còn là trang bị bạch ngân khi lão nhìn thấy rõ ràng là bạch ngân trang bị như hồn phi phách tán sự cường đại của bạch ngân trang bị lão đã thấy tận mắt năm đó khi lão lang bà sang hồ từng gặp một vị cường giả mặc bạch ngân trang bị trong nháy mắt liền đánh giết một vị võ giả thanh danh vượt xa người đó từ sau đó lão liền nản lòng thoái chí trở lại phỉ lâm tinh cũng chưa từng rời khỏi phỉ lâm tinh thực lực của đường thiên vốn đã mạnh mẽ như vậy bây giờ có trang bị bạch ngân tương trợ thực lực tăng nhanh như gió, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa nãy mảnh linh giáp kia bắn trúng lão, khí tức lạnh lão khó chơi đó chui vào trong cơ thể lão, lão đã bị thương nhẹ. Điều này cũng làm cho niềm tin của lão hầu như không còn. Lão quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, lặng yên chạy tới góc tường, bắt đầu trốn. Kim xà huyết mạch của lão có thể ẩn giấu khí tức rất hoàn mỹ, lão từng dùng chiêu này, hóa giải rất nhiều lần nguy hiểm. Lão quyết định chờ cơ hội lập tức rời xa cố ra, Lão muốn rời khỏi địa phương đáng sợ này. Bỗng nhiên, một bóng người màu bạc, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt lão. Lão già không thể tin con mắt của mình, sao Đường Thiên phát hiện, rõ ràng vừa rồi hắn chưa phát hiện mình. Lão già vô cùng kinh hãi, đột nhiên nhảy lên, xoay người muốn chạy trốn, bỗng dưng cổ đau nhói, một bàn tay được bọc bằng ngân giáp, nắm cổ lão. Rắc. Tại sao? Hắn phát hiện. Lão già trợn trừng mắt, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng huyết mạch của đối phương vô cùng kỳ lạ ẩn giấu khí tức vô cùng hoàn mỹ chỉ có điều vừa nãy lão đã trúng một cái linh giáp của khổng tước kinh lực của khổng tước chui vào cơ thể đối phương tiêu kinh lực này chưa bị hóa giải sạch sẽ nên trở thành mục tiêu tốt nhất khổng tước vô cùng dễ dàng tìm thấy nơi đối phương ẩn nấp dám đánh lén ta chán sống à đường thiên lạnh lùng nói một câu xoay người đối mặt với thanh loan vung cánh tay phải lên đến đây đi đánh một trận thanh loan nắm chặt chuôi kiếm đôi cánh kiếm sau lưng mở ra, khí thế tăng vọt. Bỗng nhiên một bóng dáng bé nhỏ nhảy vào trong sân, chính là tiểu cô nương. Cô ấy chịu thua. Tiểu cô nương nói, thanh loan sững sờ, chợt gấp gáp hỏi, tiểu thư, thanh loan, người muốn cãi mệnh lệnh của ta sao? Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn thanh loan, thanh loan ngẩn ra, đường thiên lại rất là khó chịu. này này này, làm cái gì đấy? các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn không đánh thì không đánh sao? Hừ, không có chuyện tốt như vậy đâu. Thanh Loan giận dữ, tiểu cô nương thì cười hì hì. Lão sư, thương lượng nhé, ta lấy 200 vạn tinh tệ để xin giải hòa được không? Đường thiên lập tức hớn hở. Học trò ngoan, nếu ngươi nói như vậy, ta liền nể mặt ngươi vậy. Những người khác bị câu nói này làm cho tất cả đều ngây ra như phỗng. Cuộc chiến cứ thế mà chấm dứt khiến cho ai cũng cảm thấy cực kỳ quái dị. Lúc này, mọi người mới chú ý tới tiểu cô nương mới 7, 8 tuổi mà có biểu hiện trưởng thành sớm này khí độ của thanh loan và thái độ của cô bé cho thấy lai lịch phi phàm mà những hạng người tâm tư linh động đều mơ hồ đoán được lai lịch của tiểu cô nương cho nên dù trên mặt vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh nhưng vẻ kinh hãi trong mắt lại không sao che lấp hết được chờ chờ đã lão sư đột nhiên bọn chúng nhớ lại lúc tiểu cô nương xưng hô với đường thiên sau đó thần sắc không thể nào giữ được vẻ chấn định cố tuyết ngây ra như phỗng nhìn đường thiên mặc dù thị có nhiều suy đoán về lai lịch của đường thiên nhưng không thể ngờ được đường thiên lại là sư phụ của công chúa minh châu khó trách a thiên lại lợi hại như vậy dù là ở đâu sư phụ không thể cứ nhận bừa dù là truyền thừa về truyền thống giữa thầy và trò hay là truyền thừa học viện như hiện tại thì sư phụ vẫn là một danh sưng cực kỳ nghiêm túc nhưng chờ trong lòng cố tuyết nảy lên vài cảm giác quái dị tuổi của a thiên không còn có quá trẻ à cơ trong đầu thị bỗng nghiện phong thái nghiêm trang dung đuổi đắc ý chỉ điểm cho công chúa minh châu thì tự nhiên phỉ cười chờ chút không đúng rồi a thiên đã nói không phải là người hắc hồn cơ mà cố tuyết cảm thấy rất mơ hồ nhưng thị nhanh chóng quẳng vấn đề này đi thì chú ý tới chi tiết khác a thiên có vẻ thiếu tiền rồi thị tự nhiên cảm thấy ảo não trong lòng vài ngày qua thị không hỏi han gì a thiên tiểu thư trong mắt thanh loan bốc lên màn xương mặt hiện vẻ tủi thân tiểu cô nương dịu dàng nói tóm lại hắn là sư phụ của ta nếu các ngươi làm huyên náo quá lớn ta sẽ rất buồn phiền thanh loan méo xệch miệng mắt mọng nước chỉ trực khóc thị và công chúa dù danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực tế thân như tỉ muội địch hoành chiến đưa mắt liếc nhìn đường thiên đang tỏ ra sung sướng ở xa xa nhỏ giọng thì thầm hắn rất nguy hiểm nhìn thấy thanh loan vẫn tỏ vẻ không phục địch hoành chiến than nhẹ nói tép hắn vừa mới động sát cơ người phải cẩn trọng đừng trêu chọc hắn thanh loan trừng mắt không thể tin nổi bảo chẳng lẽ hắn dám giết ta địch hoành chiến không né tránh ánh mắt của thanh loan y thản nhiên bảo vì sao hắn lại không dám Thanh Loan giật mình, thị không phải là đứa ngang ngược mà chẳng qua là vì thấy công chúa tuổi thân nên sự giận dữ đang tràn trong ngực, Địch Hoành Chiến không giống với nàng, Địch Hoành Chiến có kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến, có nhiều chiến công, ở trong phủ, Địch Hoành Chiến được rất nhiều người kính trọng. Tiểu cô nương nói có chút sâu xa, đột nhiên ta cảm thấy, có lẽ hắn sẽ là vị sư phụ tốt đấy. Cố Tuyết tìm thấy Đường Thiên, vừa gặp liền hỏi: "A Thiên, có phải ngươi đang thiếu tiền hay không?" Đường Thiên dương dương đắc ý bảo: "Ha ha." Bây giờ không thiếu, qua, qua hai trăm vạn tinh tệ đây này, đánh một trầu thì có hai trăm vạn tinh tệ, thực muốn ngày nào cũng oánh nhau một lần. Cố tuyết không dám nhắc tới chữ tiền nữa, nàng hiểu rõ là dù có nói gì thì A Thiên cũng sẽ không nghe, cho dù đến tận giờ A Thiên trông vừa ngố vừa chảy cối, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ chuyện gì ra chuyện đó. Đúng vậy mà, hai trăm vạn tinh tệ, A Thiên kiếm lợi lớn rồi, cố tuyết che miệng cười khẽ, A Thiên chắc sẽ không ngừng thu tinh tệ hẳn là để mua đồ gì đó tình hình đã gió êm sóng lặng ở cố gia gia chủ các lộ nhao nhao tìm đến công chúa minh châu thông minh vô cùng quen mắt với những cảnh tượng nên không câu nệ chút nào cố tuyết đã mở được huyết mạch tuyết hồng tiền đồ bừng sáng quan trọng làn hàng có bằng hữu lợi hại như tên đường thiên công chúa minh châu không lộ dấu vết mà nâng đỡ cố gia làm sức ảnh hưởng của cố gia tăng lên rất cao tất cả các gia chủ đều biết cố gia sau này nhất định sẽ là thế lực quan trọng nhất phỉ lâm tinh có đường thiên làm cầu dẫn quan hệ giữa cố gia và võ hầu phủ sẽ cực kỳ thân mật đám ngang ngược ở địa phương có lẽ trước mặt tinh chủ còn tỏ ra mấy phần ngạo khí nhưng không ai dám thể hiện sự phách lỗi trước mặt công chúa minh châu tinh chủ cũng chỉ là một thành viên dưới trướng võ hầu công chúa minh châu là hòn ngọc quý trên tay võ hầu trước mặt võ hầu chúng chỉ như con sâu con kiến vì lấy lòng cố gia vu gia bị mọi người xa lánh hành vi ngu xuẩn của vu lão đầu đưa họa diệt môn tới cho vu gia sản nghiệp các nơi ở vu gia chịu công kích không ngừng nên nhanh chóng suy sụp võ giả mà vu gia nuôi dưỡng cũng nhanh chóng bỏ đi còn đệ tử vu gia luôn chịu những đòn công kích khó hiểu đến cố tuyết cũng không ngờ được chỉ sau có 3 tháng vu gia hiển hách một thời vậy mà biến mất không tâm tích chuyện này để các gia chủ đàm tiếu trong các bữa yến tiệc không chút hạ thủ lưu tình thế nhưng vị sư phụ thần bí của công chúa vẫn chưa lộ diện vì cường giả thanh niên đó có được trang bị bạch ngân mà những gia chủ này đều đã bỏ lỡ trận chiến đấu đó. Nhưng không ai tỏ ra không phục. Trang bị bạch ngân, song huyết mạch, chỉ vào hai điểm này cũng đủ để tiếu ngạo phỉ lâm tinh rồi huống hồ đường thiên còn rất trẻ tuổi tương lai của hắn tất sáng lạn vô cùng những tên quỷ quái bị đường thiên tiêu diệt kia kim xả huyết mạch của chúng bán được 100 vạn tinh tệ đường thiên thông qua cố ra mua 200 khối tinh thần thạch lục dài cố tuyết nghe thấy đường thiên cần tinh thần thạch thì không nói hai lời đưa cho hắn 100 khối tinh thần thạch lục dài trong nháy mắt trong tay đường thiên có 300 khối tinh thần thạch cấp 6. đường thiên bắt đầu phương thức tu luyện địa ngục trong bầu trời cơ ngạ cốc tiếng rú thảm của đường thiên không ngừng nghỉ mỗi ngày đều như ở địa ngục hắn không lãng phí thời gian chú tâm và tu luyện luôn luôn chăm chú tu luyện theo cách cực kỳ nghiêm khắc của binh không tìm ra nửa điểm lơ là đan điền và hấp lực trong kinh mạch đường thiên càng lúc càng lớn hiệu suất hấp thụ năng lượng không ngừng đề cao sau khi giải quyết xong nỗi lo về tinh thần thạch tiến bộ đường thiên vô cùng nhanh chóng trong lúc nhập định đan điền và kinh mạch dường như một vòng xoáy có hấp lực cực mạnh năng lượng nồng đậm xung quanh bị hút vào trong cơ thể hắn với tốc độ kinh người. Mà lúc này, đường thiên đang trùng kích thành lũy lục giai không ngừng nghỉ. Kinh mạch trong cơ thể lưu truyền, chân lực dồi dào tinh thuần, chúng như một đội quân, lúc đường thiên thúc giục nó dọc theo thiên thê không ngừng nghỉ ngược dòng lao lên, không ngừng nghỉ đánh thẳng vào thành lũy trong đan điền. Đó chính là bức lũy viên mãn. Hiện giờ trong tay đường thiên không có tâm pháp lục giai, hắn phải dùng biện pháp khác. Tầng thành lũy vô hình này cực kỳ cứng cỏi, cho dù đường thiên vận dụng chân lực thế nào nó vẫn sửng sững bất động lực lượng chưa đủ trong nội tâm đường thiên thầm động bởi vì không có tâm pháp lục dài mà hắn chỉ có thể dùng chân lực ngũ dài phá vỡ bức thành lũy này một thẻ hồn tướng tâm pháp lục dài vô cùng đắt đó hiện giờ đương nhiên đường thiên không thể mua nổi hơn nữa hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tâm pháp ví dụ như hà khí quyết hạc thân kình tứ thiên long thiên long kình đều là thủ đoạn công kích trọng yếu của hắn huyết mạch thanh loan tổ hợp cùng võ kỹ là một gợi ý lớn cho hắn nếu như có thể kết hợp hoàn mỹ tâm pháp huyết mạch võ kỹ và trang bị lại thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh đường thiên ôm ý tưởng một điều cho chín thế nhưng nếu đột phá lục dài trước cũng làm cho thực lực của hắn một bước nhảy vọt tục ngữ ý là tìm hiểu một thứ cho kỹ tiến bộ những ngày qua thật lớn chân lực trong cơ thể mạnh mẽ chưa từng có làm cho lòng tin của đường thiên càng vững chắc nhất định có thể phá tan thành lũy chướng ngại để thăng cấp nhưng làm đường thiên bất ngờ là chân lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu thì thành lũy cũng mạnh mẽ như vậy dù cho hắn trùng kích kiểu gì thì thành lũy vẫn không chút suy chuyển sức mạnh chưa đủ trong lòng đường thiên khẽ động hắn nhớ tới hạc thân kình ở phương diện chân lực hắn đang ở hạ phong tuyệt đối nhưng hạc thân kình sẽ làm cho công kích của hắn lực trùng kích của hắn mạnh hơn nhiều đường thiên điều khiển hạc thân kình như theo bản năng tâm niệm vừa động chân lực đã chậm rãi điều động từng chút đẩy mạnh tất cả chân lực trong cơ thể đường thiên đều trồng chất phía trước thành lũy bỗng dưng chân lực được thả lòng ra rồi bỗng nhiên phát động tầng tầng lớp lớp chân lực rời rạc lập tức hình thành mỏ hạc mổ mạnh vào thành lũy keng trong lòng đường thiên chấn động thành lũy vốn sừng sững bỗng rung lên biện pháp này có hiệu quả nhận được khích lệ đường thiên không nói hai lời tiếp tục dùng hạc thân kình thúc giục chân lực keng 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 mỗi một cú mổ thành lũy rung động kịch liệt một hồi tần suất mổ càng lúc càng nhanh tần suất dao động của thành lũy càng lúc càng kịch liệt bỗng nhiên binh một tiếng như thủy tinh vỡ chân lực mãnh liệt ầm ầm ngược dòng leo lên thành công rồi đường thiên không kịp mừng rỡ toàn thân bỗng nhiên chấn động trong đầu nổ vang gần như là đồng thời binh và đường thiên thủy chung gắn bó mật thiết không nói hai lời bèn bóp nát hai mươi khối tinh thần thạch lục dài năng lượng nồng đậm dường như ngưng thành thực chất năng lượng nồng đậm dũng mãnh điên cuồng tràn vào trong cơ thể đường thiên dọc theo thiên thê ngược dòng lao lên. Thêm một đan điền trì càng rộng lớn hơn, giống như hồ nước khô cạn được nước mưa rót vào. Nếu nói đan điền trì ngũ dài chỉ là một bể nước thì đan điền trì lục dài như một cái hồ nhỏ. Chân lực nhanh chóng rót vào đan điền trì lục dài, tầm bổ đan điền trì lục dài. Đan điền trì lục dài chỉ một chốc đã bị lấp đầy, được đan điền trì mới sinh ra tầm bổ, cơ thể bắt đầu phát ra sinh cơ bừng bừng, kinh mạch tương liên, thông suốt với đan điền trì lục dài bắt đầu có chân lực rót vào cảm giác dễ chịu thoải mái khó mà tả thành lời làm cho suốt nữa đường thiên dê lên thành tiếng đường thiên dường như cảm thấy cơ thể của mình như cây héo được mưa thấm nhuần đột phá rồi sao đây là lục giai sao thế giới dường như đã biến đổi rồi mặc dù không mãnh liệt như hồi đường thiên luyện thành bạch ngân võ hồn nhưng sự biến hóa cũng khiến hắn mê người sinh cơ không có gì làm cho người ta cảm động bằng sinh cơ võ hồn làm hắn hiểu về thế giới càng sâu mà chân lực làm cho hắn có thể khống chế tinh tế cơ thể của bản thân chân lực chảy dọc kinh mạch chảy vào những chỗ heo hút trong cơ thể những chỗ khô cạn ít được chú ý những chỗ hẻo lánh được kích hoạt tỏa sáng sinh cơ hắn có thể cảm nhận sức mạnh của mình tăng lên rõ ràng thậm chí ngay cả lực lượng cũng có tăng trưởng biên độ nhỏ trong lúc giật mình nội tâm đường thiên dâng lên một sự giác ngộ tu luyện chân lực chính là khai phá kích hoạt bản thân không ngừng từng nơi hẻo lánh được chân lực không ngừng làm cho tỉnh lại kích hoạt Cơ thể hoàn mỹ không ngừng. Đường Thiên mở to mắt, lộ vẻ cảm động.